30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Tư Nội Tĩnh Ảnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay môn học kinh Tương Ưng Sanghita Nikaya chương 2 Tương Ưng Thiên Tử phẩm các ngoại đạo, bài 10 kinh Nana Tithi Yassa Vakka. Nana Tithi Yassa Vakka Suttang, biết cái tốt của nhau đã khó, hiểu Phật càng khó hơn, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng dẫn giải. Dạ, và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp lãnh lời tâm bảo. Dạ, chúng con xin thành kính cung thịnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lời tâm bảo. Dạ, con kính cung thịnh Thượng Tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sơ thủ này chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, tiếp theo chương trình chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nhà Nam Mô Ta Giá, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Phật Thầy Giá, kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ Thượng Tọa Thầy Sư chưa vào rộng kịp, nên chúng tôi thay lời Thượng Tọa Thầy Sư để dẫn nhập hôm nay. Và nếu Thượng Tọa Thầy Sư vào, thì chúng tôi sẽ thỉnh Thượng Tọa để dẫn nhập bài kinh. Thật ra trong cuộc đời thì có nhiều chuyện mà nó vượt ngoài cái mức tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thường nghĩ rằng nếu mình có lầm lạc thì lầm lạc trong kiếp này, khi mình sanh ra kiếp sau mình sẽ sáng suốt hơn. Điều đó không hẳn là như vậy. Và chúng ta cũng nghĩ rằng con người không biết rõ sự thật, nhưng mà chư thiên thì biết gì thì chắc chắn cái đó, nhưng mà cũng không hẳn là như vậy. Và chúng ta cũng thường nghĩ rằng có chư thiên ngồi đó, có Đức Phật hiện diện ở đó, thì cái chuyện ma ám nó sẽ không có. Nhưng mà thật ra nó không phải như vậy. Bài kinh ngày hôm nay, nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một số các thiên tử đến đảnh lễ Đức Phật. Và những vị thiên tử này ở trong cái quá khứ, ở cõi nhân gian từng là những người có tạo thiện nghiệp, như là bố thí, giúp đỡ người nghèo, v.v. Nhưng mà đồng thời cũng là người hâm mộ, kính ngưỡng một số các giáo chủ ngoại đạo, thậm chí là có những vị giáo chủ mà phủ nhận nghiệp báo, nói vì tin vào vô nhân kiến, vô hành kiến, v.v. Nhưng mà những vị này vẫn tin tưởng.
Chúng ta sẽ có dịp đi trở lại cái giáo thuyết của các giáo chủ ngoại đạo ở đoạn sau, ở đoạn cuối của bài pháp này. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Thượng tọa Pháp Đăng. Bài kinh thì nó hơi dài, và bố cục này thì chúng ta phải hiểu cho kỹ, bởi vì ở trong đó có một số các đoạn là các vị thiên tử ca ngợi các giáo chủ ngoại đạo. Có đoạn là một vị thiên tử bị ác ma nhập vào để mà nói lên những điều rất là sai lầm về con đường tu chính. Và cuối cùng có một vị đã thực sự hiểu Phật và nói lên lòng kính ngưỡng đối với Đức Phật. Quý vị Phật tử Hoàng Hỷ đọc cho phần chánh kinh. Nhà sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng. Nhà bài học hôm nay, biết cái tốt của nhau đã khó, hiểu Phật càng khó hơn. Kinh Na Ná Thích Thí Giá Sa Quá Cá, Na Ná Thích Thí Giá Sa Quá Cá Xuất Tăng. Đây là bài kinh không dễ hiểu, không dễ để hiểu. Có những con người ở nhân gian biết làm thiện, nhưng đặt lòng tin ở ngoại đạo, tà giáo. Sau khi chết, nhờ thiện nghiệp đã làm, nhưng sanh thiên. Dù vậy, sự sùng bái đối với các vị thầy ở nhân gian vẫn không thay đổi. Một số các vị thiên này vẫn biết đến diện kiến và đảnh lễ Phật, nhưng nói lên lời tán thán đối với các giáo chủ ngoại đạo. Đức Phật chỉ lắng nghe mà không trả lời, rồi ác ma nhập vào một vị thiên, nói lên điều sai quấy trước đấng thiên nhân sư. Bây giờ thì Đức Phật lên tiếng nghiêm huấn ác ma, cuối cùng có một vị thiên hiểu được giá trị thật sự của Phật bảo, đã nói lên lời xưng tán. Bài kinh cũng cho biết một số giáo thuyết ngoại đạo thịnh hành thời Đức Phật, xem phụ chú trong phần tích nghĩa. Điểm thú vị là vì chuyện đã xảy ra nên tôn giả Ananda kết tập vào kinh điển. Nếu là sự lựa chọn bình thường thì những bài kinh mang nội dung đã không được ghi lại. Điều này nói lên giá trị của sự trung thực của kinh điển nguyên thủy, kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi rất đông thiên tử là đệ tử của nhiều ngoại đạo sư Asama, Sahali, Niên Cá, Akotaka, Vitambari và Mana Gawa Yamiya. Khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn đứng một bên, hiệu đính. Rồi rất đông thiên tử, trong đó có Asama, Sahali, Niên Cá, Akotaka, Vitambari và Manawa Gamiya, nguyên là đệ tử của nhiều ngoại đạo sư. Khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Asama nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Purana Kassapa. Ở đây nếu có người chém giết hay hại người, Kassapa không thấy qua các hành động ấy là ác nghiệp cho mình hay công đức cho mình. Ngài tuyên bố như vậy làm căn bản đức tin. Ngài thật bậc đạo sư, đáng được tôn kính lễ. Bản hiệu đính. Ở đây sự giết chóc, đã thương hay làm hại, đối với các xá bá, không xem là tội hoặc phước cho bản thân, dạy điều đáng tin tưởng. Vị ấy là đạo sư, đáng tôn kính đảnh lễ. Rồi thiên tử Sa Ha Lý nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Makkhali Đô Sa La. Khổ hạnh và yếm ly, khéo điều phục tự chế, từ bỏ các lời nói gây đấu với người, thâm bằng tránh tội phạm. Nói những lời thực ngữ, Ngài không bao giờ làm các tội phạm như vậy. Bản hiệu đính, khổ hạnh và kỹ tính, sống hoàn toàn tự chế, không gây gỗ với ai, nói thật không nói dối, vị ấy không bao giờ làm những điều sai quấy. Rồi thiên tử Niên Cá nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Nigantha Na Tá Bút Tá. Vị tỷ kheo yếm ly, sáng suốt theo tế hạnh, khéo theo bốn tự chế, chỉ nói điều nghe thấy,
không phạm điều lỗi lầm. Bản hiểu đính: tu sĩ sống nghiêm cẩn, tự chế với bốn pháp, chỉ nói điều thấy nghe là bậc vô khuyết phạm. Rồi thiên tử Avatthaka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về các ngoại đạo sư. Các ngoại đạo sư này như Ba Cú Thắc và Ca Tí Gia Ná cùng với Ní Gan Thá, kể cả Mắc Khá Lý và cả Bú Rá Ná, mỗi vị là đạo sư, chúng đệ tử của mình đã đạt sa môn quả, không xa bậc chân nhân. Bản hiệu đính: những bậc đạo sư này gồm Ba Cú Thắc Cá với Ca Tí Gia Ná, kể luôn Ní Gan Thá cùng với Mắc Khá Lý và cả Bú Rá Ná, có đồ chúng riêng mình, bộ sa môn hạnh có khác gì chân nhân. Rồi thiên tử Guetambari nói lên bài kệ này với thiên tử Akotaka: con giả can ghê tởm, có tru sữa thế nào, làm sao sánh bằng được tiếng rống con sư tử, lõa thể nói vọng ngôn, lãnh đạo môn đồ chúng, làm các hạnh ta vậy, làm sao sanh thiện nhân. Bản hiểu đính: loài giả can gớm ghiếc, có tru sữa thế nào, không sánh sư tử hống, lõa thể nói là vọng ngữ, hành vi đáng nghi ngờ, sao lại giống chân nhân. Rồi ác ma nhập vào thiên tử Guetambari, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: tu khổ hạnh yếm ly, sống viễn ly hành xác, đắm say trong sắc pháp, hoang lạc mê thiên giới, dầu họ bị tử vong, chắc chắn họ giảng dạy, hướng dẫn thật chân chánh, đưa đến đời về sau. Bản hiệu đính: người thổ hạnh thúc liễm, giữ gìn hạnh độc cư, bám chặt với sắc tướng, hoan hỷ với thiên giới, họ giảng đúng chánh pháp, về cảnh giới tái sanh. Rồi Thế Tôn biết được chính là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma: phàm những sắc pháp gì, đời này hay đời sau, với màu sắc thù diệu, chói sáng giữa hư không, tất cả những sắc ấy được ma vương tán thán, chúng chỉ là bẫy mồi quăng ra để diệt cá. Những sắc, bản hiệu đính, những sắc tướng trên đời, kiếp này hay kiếp sau, chói sáng giữa thái không, nó muốn chí ca ngợi, thật ra như miếng mồi quăng ra để bắt cá. Rồi thiên tử Managagamiya nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Thế Tôn: trong tất cả ngọn núi ở tại Vương Xá Thành, ngọn núi Quý Bú Lá được gọi là tối thắng, trong dãy núi Tuyết Sơn, ngọn Bạch Sơn tối thắng, giữa các loài không hành, mặt trời là tối thắng, giữa các loài thủy lộ, đại dương là tối thắng, trong các loài tinh tú, mặt trăng là tối thắng, giữa thiên giới địa giới, Phật được gọi tối thượng. Bản hiệu đính: núi đồi quanh Vương Xá, Quý Bú Lá là nhất, trong rặng núi Tuyết Sơn, ngọn Xê Tá tối thắng, vẫn giữa thái không, mặt nhật là sáng nhất, so tất cả khối nước, đại dương là đệ nhất, ánh sáng lúc đêm về, mặt trăng là tỏ nhất, giữa thế giới nhân thiên, Phật Đà là tối thượng. Tích văn: Dê Kê Chí Rô Ba Y Tá Hoa Hú Răng Hoa, phàm những sắc ở đây hay ở nơi nào khác. Dê Chân Tá Lít Khát Minh Bá Pha Sá Quanh Na, ngay cả những sắc rực rỡ giữa hư không. Bê Quá Tê Tê Nó Mô Chí Bá Sát Tha, tất cả những gì người ca ngợi. Nó Mô Chí A Mít Săng Quá Mách Chanh Năng Quá Tha Giá Khí Ta Tí, như miếng mồi quăng ra để bắt cá. Thích nghĩa: Nam Mô Chí, thần chết cải hủy diệt là từ Đức Phật dùng để gọi ác ma. Theo sớ giải, những thiên tử trong bài kinh này sanh ra do thiệp đã làm, chứ không phải do hành trì theo những giáo chủ mà họ ca ngợi. Tương tự, nhưng có những người hâm mộ ai đó, nhưng không phải là sống theo người mình hâm mộ. Về ba vị giáo chủ ngoại đạo được nêu lên trong bài kinh này có thể được biết thêm qua sự mô tả của vua Acha Sắc Tú trong kinh Sa Môn Quả Trường Bộ. Bú Rá Ná Kassapa với giáo thuyết vô hành, Akiriya Hoa Đá. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy,
Purana Kassapa đã nói với con: Này đại vương, tự tay là tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóng, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc của sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo. Makkhali Gosala với giáo thuyết vô nhân kiến, Ehetuka qua đá. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Makkhali Gosala đã nói với con: Này đại vương, không có nhân, không có duyên, các loại hữu tình bị nhiễm ô, vô nhân, vô duyên, các loại hữu tình bị nhiễm ô, không có nhân, không có duyên, các loại hữu tình được thanh tịnh, vô nhân, vô duyên, các loại hữu tình được thanh tịnh, không có tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả sinh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn, chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi các tánh của chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh của chúng, có tất cả là 1.400.000 chủng loại thác sanh, lại có thể 6.000 và có thêm 600 nữa. Có 500 loại nghiệp và có 5 nghiệp theo 5 căn, lại có 3 nghiệp về thân, khẩu, ý, lại có toàn nghiệp thân và khẩu và bán nghiệp là ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Naga, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, sanh từ đốt. 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 báo vũ tát, rừng hay hồ nhỏ, 700 báo vũ tát, 7 vực thẳm. 700 báo vũ tát, vực thẳm, 7 mộng, 700 mộng, có 840 vạn đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau, không có lời nguyện. Với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường, trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó, cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Nigantha Natabutta với giáo thuyết về bốn giới cấm. Chatuyama Sangvara. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha Natabutta nói với con: Này đại vương, một người Nigantha đi kiền tử sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này đại vương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này đại vương, một Nigantha sống gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả các ác pháp và sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả các ác pháp. Này đại vương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này đại vương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới nên vị ấy được gọi là Gotatto.
một vị đã đi đến đích. Giác Tách Tô, một vị đã điều phục tự tâm. Và Thí Tách Tô, một vị đã được an trú tự tâm. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu đứng và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính lên lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lên lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Thượng Tọa Pháp Tân, Đức Tề Tri, Đức Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bảy cô tu nữ, thân chào Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học một cái bài kinh cũng trong phẩm Chư Thiên. Và có rất là nhiều những cái bài kệ của những cái vị chư thiên nói lên, và Đức Phật thì nghe, nhưng mà Đức Phật này không có trả lời cho đến khi mà Ma Vương đã nhập vào nói, và Đức Phật này biết đó là Ma Vương, thì Đức Phật này đã nói lên bài kệ. Thì ở đây cho chúng ta biết rằng thật sự đó thì khi mà Đức Phật này xuất hiện ở đời đó, thì một cái đại hạnh phước cho chúng sanh. Nhưng mà chúng ta nên hiểu như thế này, có những kẻ tà kiến đó thì họ cũng không phải vì Đức Phật xuất hiện vậy mà họ có thể quy ngưỡng cả Đức Phật. Thì mình cũng thấy ở trong những cái điều mà gọi là bất hạnh đó, mình, nếu mà Đức Phật ngày sanh ra đời mà mình sanh ra làm người ngoại đạo thì đó là bất hạnh, vì mình tôn thờ ngoại đạo, cái tư tưởng của mình theo ngoại đạo thì không chấp nhận lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy có nhiều khi đó những cái vị giáo chủ đó đó, Đức Phật thì thuyết giảng nhưng mà họ mà muốn đầu hướng thiện cũng rất cực kỳ khó, vì họ có những cái suy nghĩ là mình đã tu mấy chục năm rồi, bây giờ mình lại làm đệ tử của vị đó. Chúng ta thấy đời thường thì họ suy nghĩ như vậy. Chúng ta thấy như là ngày Kassapa, ba anh em Kassapa đã quay đầu hướng thiện để tu tập với Đức Phật. Thì những cái người dân đó họ luôn luôn có suy nghĩ rằng không biết là Sambhun Gautama là đệ tử của ngài Kassapa hay là ngài Kassapa là đệ tử Sambhun Gautama. Thì Đức Phật ngài biết được, ngài biết được cái tâm của những người ngoại đạo, những người đương thời lúc bấy giờ đang tụ họp ở đó. Rồi Đức Phật ngài đã muốn phá nghi cho những người này nên ngài mới nói với ngài Kassapa. Và ngài Kassapa ngài đã tuyên bố lên ngài là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật là bậc đạo sư của mình. Và đã đảnh lễ Đức Phật, bay lên bay xuống đảnh lễ như vậy. Thì chúng ta biết rằng thật sự ở đời đó thì chúng sanh đó, lầm lẫn thì rất là nhiều. Lầm lẫn thì rất là nhiều. Nên thường thường chúng ta thấy rằng ở đời đó, cái người mà họ tà kiến mà bỏ được đó, không phải dễ. Tại thường thường chúng ta biết những cái tà kiến nó trở thành những cái thói quen. Và những thói quen đó đó, nó dẫn dắt mình luân hồi vào đọa xứ cũng rất là nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhưng mà mình vẫn không nhận diện được, không nhận diện được những cái tà kiến đó. Và những cái tế lễ chúng ta thấy mở loài người đó, họ sợ ngoài biển thì họ thờ thần biển, họ sợ núi thì thờ thần lúa núi, họ sợ lửa thì thờ thần lửa, họ sợ sấm thì thờ thần sấm sét. Có biết bao nhiêu vị thần, cây cối, rừng rậm, mỹ quan gì đó, chỗ nào có linh thiêng thì họ đều nương tựa, tôn thờ. Thì Đức Phật thì ngài cái tâm từ vô lượng, và ngài không có những cái, ngài có cái tâm đại bi mà thương đời, tế độ đời, không giống như là một số những loài phi nhân, họ hung dữ tàn bạo. Nên người đời họ khiếp sợ những cái hung dữ tàn bạo đó.
Nên chúng ta biết rằng đối với một cái người trí đó, phải suy nghĩ về về những cái lời dạy, một cái chân lý, một cái chân lý tối thượng mà Đức Phật Ngài đã giác ngộ rồi đó, mà thuyết giảng đó, người đó phải suy nghĩ thật nhiều, suy tư thật nhiều, rồi mới có thể quay đầu hướng thiện. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng trong cuộc đời những cái vị tà giáo đó, họ vẫn thuyết giảng, và rất là nhiều những cái người họ đi theo những cái người tà giáo đó. Chúng ta thấy điển hình như bây giờ vậy, nói về Phật giáo thì không có nhiều. Nói về cái tôn giáo mà nhiều nhất hiện giờ đó, chúng ta vẫn thấy là Hồi giáo. Phật giáo thì không nhiều hơn Hồi giáo, nếu mà thống kê cả thế giới. Và những cái thống kê nữa thì Thiên Chúa giáo họ vẫn nhiều hơn Phật giáo quý vị. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với nên Đức Phật Ngài thường giảng đó, và những người trí đó, họ nhận xét được đó, cái người trí vẫn ít hơn cái người ngu. Người ngu thì rất là nhiều. Và người ngu á, thì chúng ta hiểu cái người ngu nơi đây á, là họ chấp nhận cái lầm lạc, chấp nhận cái lầm lạc, tôn thờ cái lầm lạc. Và dù cho họ có chết đi sanh lại thì họ vẫn tiếp tục lầm lạc, chứ không phải họ chết đi rồi sanh lên làm chư thiên mà họ không có lầm lạc đâu, gì vẫn lầm lạc. Nên chúng ta vẫn thấy những vị chư thiên có tà kiến. Tà kiến là muốn nói đến những vị chư thiên không có hoàn toàn đắc chứng đạo quả như là những vị thanh tịnh chư thiên mà là đệ tử của Đức Phật. Như vậy, nói như vậy để chúng ta biết rằng những cái người ngoại đạo đó, vì họ không tu tập đúng con đường mà Đức Phật Ngài dạy, đó là con đường hiểu được danh và sắc, thân và tâm. Một cái con đường tu tập đó, mà để đoạn trừ những cái ác pháp từ thân tâm đó, không phải là dễ. Quý vị thấy nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng những cái người ngoại đạo đó, khi mà họ làm những cái việc thiện thì họ tuy rằng họ tôn thờ những cái vị luật sư ngoại đạo đương thời, như là trong cái bài học này chúng ta nghe đó, là như là Makkhali Gosala hay là Natabutta, hoặc là Yamaka, mấy vị đó là những vị ngoại đạo đương thời như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng những cái người thiện nam tín nữ của họ đó, những người đi theo họ đó, có nhiều khi đó họ sanh trong gia đình giàu sang, họ làm những cái thiện nghiệp. Chúng ta thấy điển hình như là Ubali đó đi theo ngoại đạo, nhưng mà sau khi gặp Đức Phật đó, Ubali mới quay đầu hướng thiện. Ubali đó cũng chấp nhận những cái lý thuyết của ngoại đạo nói về thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Trong khi Đức Phật Ngài thuyết về nghiệp đó, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng nghiệp đó là cái hành động từ thân khẩu ý của mình, là nó tạo thành. Đức Phật là bậc biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh với cái thiên nhãn thông hay là sanh tử trí đó, thì Ngài biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những cái người ngoại đạo họ thuyết sai, họ thuyết về vô nhân kiến, vô quả kiến, hay là vô hành kiến, hay là thường kiến, hay là đoạn kiến, thì chúng ta hiểu rằng những cái tư tưởng của họ đó nó cũng được hình thành từ những cái người đương thời mà họ học được, hay là những cái lời đó được từ cái vị các vị thầy của họ góp nhặt trở lại để trở thành những cái lý thuyết mà mình gọi là một cái lý thuyết sơ bồ sổng bộ. Trong đó có rất là nhiều những cái cách. Còn riêng về Đức Phật ấy, thì Ngài đã thấy rõ về các pháp, Ngài thấy rõ các kết quả của các hành động mà thân hành, khẩu hành, ý hành, thiện ác, Ngài biết được cái tái sanh. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng những cái người ngoại đạo họ có lý thuyết tà kiến như vậy,
thì chúng ta thấy trong bài kinh Sa Môn Quả, cái bài kinh Phạm Dẫu đó, thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái tư tưởng của những cái người ngoại đạo. Mà những cái người ngoại đạo mình muốn nói ở đây, ngoại đạo là ngoài con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật ngài đã giác ngộ về đạo đế đó, thì những người đó họ cũng có hành trì những cái thiện nghiệp, hoặc là họ những người nam nữ tín đồ của họ nó vẫn có bố thí. Vẫn có bố thí, chúng ta thấy như Ubali hoặc là những cái người mà sau này quy y với Đức Phật, như là những vị mà Săn Tá Tý, hay là những cái vị mà tướng quân đó, những cái vị tướng quân Si Há đó, thì trước đó là những người ngoại đạo, nhưng mà đi bố thí cũng rất là nhiều. Ở trong đó có những vị Sa Môn, Bà La Môn, hay là những người ngoại đạo hoặc là những người nghèo khổ, họ đều cho hết, họ đều cho của cải, cho cơm gạo, hay là cho những cái vật dụng để xài. Thì với cái thiện nghiệp đó thì những cái người đó khi thân quả mệnh chung đó, họ nhớ được cái thiện nghiệp đó thì nó vẫn sanh cho họ về những cõi trời. Nhưng mà khi sanh về cõi trời đó, họ không phải vì vậy mà họ có thể trở thành đệ tử của Đức Phật. Họ vẫn tôn thờ những cái người ngoại đạo, họ nghĩ những cái người ngoại đạo đó là những cái vị thầy toàn hảo đối với họ. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà họ có những cái tư tưởng chấp sai, những cái tư tưởng đó thì họ cũng vẫn có thể sanh lên làm chư thiên. Bởi vì chúng ta biết chư thiên dục giới đó, có những vị thanh tịnh thì nói đến những vị đắc đạo quả, nhưng mà chư thiên đó do những cái thiện nghiệp như là bố thí, hay là trì giới, hay là tu thiền đó, thì chúng ta thấy những cái người ngoại đạo họ cũng tu những cái thiền, hoặc là họ cũng có những cái tâm cung kính, họ cũng có những cái lúc họ, tuy là họ là những người ngoại đạo nhưng mà họ vẫn cung kính Phật, họ vẫn tỏ lời kinh cung kính Phật, ví dụ vậy. Thì chúng ta biết rằng những cái thiện nghiệp đó nó vẫn có đối với họ. Nếu mà họ lúc tử đó, họ nhớ đến những cái thiện nghiệp đó thì họ vẫn sanh về cõi trời. Nên cái quan trọng nhất là cái tâm tử. Cái tâm tử thì cái nghiệp thiện ác gì đó nó trổ sanh ngay lúc đó. Thì họ nhớ được những cái thiện nghiệp đó thì họ sanh lên cõi trời. Và khi họ sanh lên cõi trời đó thì họ cũng vẫn biết trước đó họ là những người ở tại thế gian như thế nào đó. Vì sanh về cõi trời là quá sanh quý vị. Họ chết ở cõi nhân loại thì họ sanh lên cõi chư thiên. Họ vẫn nhớ và họ vẫn biết những vị giáo chủ mà họ đi theo. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng những cái người đó họ vẫn, cái tư tưởng của họ vẫn sai lầm. Nên khi mà họ tiếp tục với những cái tư tưởng đó, họ không có thực hành theo lời dạy của Đức Phật đó, thì họ vẫn có cái nguy cơ rơi rớt vào những cái đọa xứ. Chúng ta nghe là sanh lại chư thiên, chết sanh ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula rất là nhiều, sanh lại làm người hay là làm chư thiên rất là ít. Thì điều này cho chúng ta biết rằng những cái vị đó chưa có được một cái thiện nghiệp vững mạnh. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng những cái người mà được Đức Phật ngài tuyên bố cả trăm ngàn kiếp như vậy không có rơi vào đọa xứ, vì những người này có những cái thiện nghiệp mà vững mạnh, như là bố thí của chúng tăng, có Đức Phật. Những cái thiện nghiệp đó mang lại cái kết quả cho họ rất là lâu dài. Còn riêng về những cái người ngoại đạo đó, thì chúng ta thấy như là cái câu chuyện của vị thiên tử Indaka. Những cái vị đó dù là 10.000 năm làm bếp lò để cho người ta, nhưng mà khi sanh lên cõi trời vẫn thua cái vị chư thiên cúng dường cho ngài Kassapa một miếng cơm cháy. Thì chúng ta thấy được những câu chuyện đó, bởi vì chúng ta hiểu rằng những cái thiện nghiệp mà do cái đối tượng trong sạch đó, cái đối tượng thánh nhân đó, bị chúng ta thấy Đức Phật thì cũng dạy về phân biệt cúng dường đó, cúng dường cho cá nhân đó, thì cúng dường cho vị chánh đẳng giác là tối thượng phước, rồi đến vị độc giác, đến những vị tứ quả, thì cái phước đó thù thắng. Thì chính vì như vậy đó, nên khi mà những cái người mà họ tạo những cái thiện, họ sanh lên, họ đã quy y Đức Phật, thì kiếp sau họ sanh làm chư thiên, họ vẫn nhớ mình là đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà những người ngoại đạo đó thì họ
có sanh lên cõi trời thì họ cũng vẫn là những người nhớ lại những người ngoại đạo của họ thôi, chứ họ không thể nào mà họ biết được Đức Phật. Bởi vì ngay ở đời đó họ bị tà kiến đó, đã dẫn dắt họ cái tư tưởng tu hành của họ nó, họ chấp vào những cái tư tưởng sai lầm. Sai lầm thì chúng ta thấy như là Mắc-ca-lý đó, có những cái lý thuyết mà họ cho rằng cuộc luân hồi đó giống như một cuồng chỉ thả ra, rồi những kiếp luân hồi của mình đó, nó giống như là cái cuồng chỉ vậy, tới một lúc nào đó nó sẽ hết. Và họ cũng có lý thuyết bao nhiêu núi, bao nhiêu biển, bao nhiêu rừng núi, bao nhiêu quỷ, bao nhiêu những cái loài dọ xoa hay là những cái loại này loại dọ kia. Tại vì thường thường chúng ta biết rằng ở trong đời này mình cứ nhìn vào cái thế giới này thì mình thấy những cái chúng sanh có những cái quy lực. Chứ ví dụ chúng ta thấy như dọ xoa la quát cá ngay đương thời của Đức Phật đó là một loại dọ xoa rất là hung dữ, thì họ cũng vẫn biết những cái loại hung dữ đó, và họ cũng cũng ghi trong sách vở của họ là có những cái loài dọ xoa, có những loài hồ, loài bằng cà hay những loài này kia nọ đó, họ cũng nói, nhưng mà họ không có hoàn toàn biết được cái sự tái sanh của những chúng sanh đó. Chỉ có Đức Phật thì Ngài biết được họ là những người tam nhân hay nhị nhân, họ là những người đó có những cái phước báo công đức như thế nào để họ có thể sanh lên những cái cõi trời, hoặc sanh làm những loại dò xoa, những loại ngạ quỷ, đó được gọi là loại vui hay loại khổ. Chỉ có Đức Phật thì Ngài phân biệt được, Ngài nói lên cái tính chất của tâm thiện ác. Mà thường thường chúng ta thấy những cái tâm thiện hộp trí hay là tâm thiện ly trí đó trở sanh, nên thường thường chúng ta thấy bảy cõi dục giới đó vẫn có những vị chư thiên sanh làm nhân, không phải là người lạc tâm nhân. Có những người là người lạc nhị nhân, cõi tứ đại thiên vương và cõi người đó có người người lạc vô nhân, còn người lạc nhị nhân đó, thì cõi trời cao vẫn có người lạc nhị nhân. Nói như vậy để chúng ta biết rằng đó, họ do cái vô tham vô sân, do vô tham đó, là họ có bố thí, do vô sân đó, là họ chế ngự cái sự nóng nảy của mình, thì hai cái nhân vô tham vô sân đó, vẫn cho ra cái quả tục sinh là những cái tâm quả mà chúng ta gọi là tâm quả nhị nhân. Có cái nhân vô tham vô sân ở trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, nó hợp trong những cái tâm thiện có hai nhân để cho họ sanh lên cõi chư thiên. Nói như vậy thì chúng ta thấy nói theo nhân quả, nói theo cái tâm và nói theo cái nhân, nó có nhị nhân vì có cái tâm bố thí, biết bố thí cho người ta. Mà những cái thiện tâm đó đó, lúc mà họ chết, họ nhớ những cái thiện tâm đó thì những cái quả sẽ cho họ đi đại sanh. Mình gọi là bát thí sanh thí, 19 thứ thức đi tục sinh đó, do những cái tư là những cái thiện tư, ly trí, mà ly trí cho họ sanh làm chư thiên. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu rằng lúc đó họ chỉ có những cái thiện nhân vô tham vô sân để cho ra cái tâm quả tục sinh cho họ sanh lên cõi chư thiên. Thì chư thiên họ quá sanh thì họ vẫn tôn thờ những cái vị giáo chủ mà họ chấp nhận những cái tư tưởng tu tập theo cái cách đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng bởi vì cái tâm con người đó ví dụ chặt một tư tưởng sai lầm, không có nghĩa là cái tư tưởng đó nó sẽ dẫn dắt họ, trừ khi nào lúc họ chết đó, họ chấp chặt cái tư tưởng tà kiến đó, họ có khuynh hướng tà kiến đó thì mới dẫn họ vào đọa xứ. Chúng ta thấy có nhiều lúc Đức Bồ Tát này cũng kể lại những cái lúc mà ngài lửa hay là những cái lúc mà ngài hành trì những cái hạnh sai lầm đó, nhưng mà trước khi chết thì ngài thấy cái đó là sai lầm nên ngài không có rơi vào đọa xứ. Thì cái điều này nó vẫn có thì chúng ta hiểu rằng nhé, nếu mà lúc mà những thủ tướng họ thấy được những cái thiện nghiệp thì họ vẫn sanh lên cái cõi chư thiên, nhưng mà rồi họ sanh làm cõi chư thiên đó thì cái kiến thức học hỏi Phật pháp của họ không có, họ chỉ chấp chặt theo những cái lý thuyết của ngoại đạo thì họ vẫn là cái tư tưởng ngoại đạo.
Chính vì điểm đó đó nên họ đến viếng Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật đó, đối với chữ thiên đó, thì Đức Phật là tối thắng, nên mình thấy cái hào quang dung sắc, vì ngài là bậc đại giác đó, thì đối với chư thiên đó thì cái hào quang dung sắc của Thế Tôn là tối thường, và cái trí tuệ của Thế Tôn cũng là tối thường. Chính vì điểm đó đó nên những vị chư thiên mà có thần lực, thì chúng ta biết là những vị chư thiên có thần lực đó, là do những cái thiện nghiệp công đức thù thắng của họ. Như là chúng ta thấy, như là câu chuyện mà ngài Mụn Liên, ngài hỏi cái vị thiên hậu đó, thì vị thiên hậu đó kể lại là ở đời đó gặp chư tăng rồi chắp tay đảnh lễ, rồi kéo ghế mời ngồi, rồi mời nước, rồi mời vật thực, dân cúng vật thực, rồi ngồi nghe pháp, rồi chứng ngộ được cái pháp của Đức Phật, nên sanh lên làm thiên hậu. Thiên hậu là cái vị thiên hậu cao hơn những vị chư thiên nữ. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó cao đó là do cái đạo quả, do cái đạo quả mà vị chư thiên nó đắc được, và do cái thiện nghiệp đó, mà chúng ta gọi là cái trí lực đó. Bởi vì thường thường chúng ta hiểu một người mà bố thí có cái trí thì cái trí đó hướng đến cái gì. Nếu mà cái trí đó hướng đến niết bàn, mình có thể chứng ngộ được chư thiên, chứng ngộ được đạo quả. Còn nếu không có chứng ngộ đạo quả đó, thì cái trí mình nó cũng đặc thù hơn. Tại vì lúc mình làm thiện đó, mình hướng đến để trang nghiêm tâm, cái tâm mình nó trong sạch, nó vô tham vô sân mà có trí tuệ, thành ra cái quy lực đó nó cũng trở thành cái quy lực thù thắng hơn. Nên thường thường chúng ta biết rằng những cái tâm thiện dục giới hợp trí đó cho ra 16 quả, nhưng mà ngược lại ly trí thì cho ra 12 quả. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu rằng nó vẫn có cái sự chênh lệch khác biệt do cái nhân vô tham vô sân và trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó là cái trí tuệ còn bị ô nhiễm bởi những cái dục lạc hay không, hay là cái trí tuệ đó nó tắc hơn. Ta biết rằng phàm nhân á, mà cái hành xả tuệ đó là cái tuệ cao nhất, để bước lên chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, trở thành thánh nhân. Như vậy một cái người mà thường tu đó, hay là thường suy xét về ngũ uẩn, thấy sắc thọ tưởng hành thức là những cái gì vô thường, khổ, vô ngã, và với cái thiện nghiệp mà bố thí hay trì giới hay tu thiền, với cái tâm mà có trí như vậy đó, thì cái trí đó nó sở thành thụ cho tái sanh cũng vẫn nhiều hơn các cái vị chư thiên khác. Nói như vậy thì chúng ta thấy cũng như là tâm sơ thiền vậy đó, cho sanh lên ba cõi sơ thiền, nhưng mà tính tấn niệm định tuệ mạnh hoặc là dục cần tâm thẩm mạnh đó, thì vẫn làm đại phạm thiên với cái tâm sơ thiền. Nhưng mà nếu mà yếu một chút xíu thì làm phạm phụ thiên, yếu nữa thì làm phạm chúng thiên. Như vậy cũng là tâm sơ thiền, nhưng mà nó mạnh về ngũ quyền hay là bốn nhị túc, thì chúng ta thấy nó cũng có khác biệt. Thì cũng như vậy, khi một cái thiện nghiệp mà một người làm đó, cái thiện nghiệp đó nó có cái mãnh lực. Nên thường thường chúng ta hay nghe nói rằng một người đó có cái tâm suy xét sâu sắc đó, có thể là khi chết nhân loại rồi sanh lên chư thiên, họ đắc được đạo quả. Đây là điều Đức Phật ngài tuyên bố như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái người mà có suy xét sâu sắc về cái danh sắc ngũ uẩn, thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự tối thượng của Đức Phật, dẫn dắt ra cái sự luân hồi, thoát khỏi cái sự luân hồi, thoát khỏi cái sự chấp chặt về những cái tà kiến, thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hay là vô hành kiến. Những cái tà kiến đó nó sẽ là trở ngại cho cái tu đồ quần đạo, hay là chúng ta gọi là bốn tâm tham hợp tà đó, nó sẽ sanh ra cái sự sai lầm trong cái danh sắc ngũ uẩn này. Họ có sẽ hiểu sai lầm trong danh sắc ngũ uẩn này, họ không thấy được rõ ràng, nên chính vì như vậy đó nên họ sanh lầm chư thiên, họ cũng không có thù thắng hơn. Bởi vậy chúng ta thấy những cái chư thiên mà ngoại đạo đó, hay là những người chư thiên á mà không có quy y Đức Phật á, không có giới đó, mình gọi là bố thí cộng với giới thì nó thù thắng hơn là bố thí mà không có giới. Thì khi sanh lên làm chư thiên cũng vậy, nếu mà bố thí cộng với giới mà cộng với trí nữa thì nó sẽ cho ra cái quả thù diệu hơn. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nên thường thường cái trí, mình thấy trí thì phân biệt rất là nhiều loại trí, 72 cái loại trí, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái trí đó ở trong lĩnh vực nào.
Bởi vì chúng ta thấy những cái tâm thiện hợp trí nó cho sanh lên cõi dục giới hợp trí cũng có, nhưng mà những cái tâm thiền có trí cũng có, những tâm thiền vô sắc cũng có trí, rồi những cái tâm tâm đạo tâm quả vẫn tâm có trí. Thì cái trí đó hướng đến cái gì? Cái trí đó, đó nếu mà tâm thiện mà làm việc thiện mà mình hướng đến để trang nghiêm tâm, để từ bỏ tham sân si, từ bỏ những cái tà kiến ngã mạn, thì cái trí đó nó trở thành cái thù diệu hơn trong cái thiện nghiệp công đức. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những vị chư thiên này đến nói với Đức Phật, ở đây thì nói đến Đức Phật, nói lên những cái lý thuyết của những vị ngoại đạo mà đương thời ở nhân loại, mình gặp những cái người đó và đi theo những người đó. Nhưng mà bây giờ sanh làm chư thiên thì đó là một cái thiện nhân cho ra một cái thiện quả, ta hiểu như vậy. Còn những cái tư tưởng tà kiến của những cái vị đó, đó không có nghĩa là vị này hành theo, mà vị này thấy cái đó nó có là một cái lý thuyết gì đó nó đặc biệt mà mình tín ngưỡng, mình tin theo. Bởi vì những cái lý thuyết thường thường chúng ta thấy rằng ở đời đó mình xu hướng theo một người nào đó do mình nghe mà mình không suy nghĩ kỹ đó, mình theo những cái lý thuyết tà kiến, rồi nếu mình nghe cũng nghe nhưng mà suy nghĩ khéo, mà cái nghe đó là gì? Nghe đó là đúng, nghe đúng chánh pháp. Suy nghĩ khéo là gì? Suy nghĩ khéo đúng với chánh pháp. Các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Các chúng sanh sanh theo cái nghiệp của mình, chúng sanh có cái nghiệp là chỗ thừa tự, chỗ nương tựa. Khi nghe đúng chánh pháp là như vậy, rồi mình suy nghĩ khéo là suy nghĩ theo cái khuynh hướng mà trí tuệ là mình suy xét, mình thấy pháp này khi hành trì như vậy đó mang lại cái sự tối thượng, không có mang lại cái sự lỗi lầm cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Chính vì những điểm đó chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ như vậy, để chúng ta thấy rằng những cái ngoại đạo đó họ đã sai lầm với cái vị thầy của mình, nhưng mà khi sanh lên chư thiên lầm, họ vẫn có những cái lời nói tán thán những cái vị ngoại đạo của mình. Đức Phật ngài biết họ sai lầm nên họ nói như vậy đó, thì cũng tùy duyên rồi Đức Phật ngài thuyết giảng cho họ. Thì chúng ta thấy ở đây đó là ác ma đã xen vào nói lên, và ở trong đó cũng có một vị chư thiên đã hiểu biết được, nói lên những cái sự so sánh giữa biển là nước mênh mông, rồi mặt trời là ánh sáng chiếu diệu, mặt trăng là ánh sáng trong đêm, rồi trí tuệ của Đức Phật á, Đức Phật là sáng cho nhân thiên, có nghĩa là khi mà sanh làm người để đắc chứng được đạo quả, là người tối thượng, là người kiếp cuối cùng, là người được chư thiên và nhân loại đảnh lễ, chính là những người đệ tử của Đức Phật. Sanh làm chư thiên cũng là những vị chư thiên thanh tịnh, những vị chư thiên có thể biết bàn ở chư thiên và không có luân hồi trở lại nhân loại cũng vẫn có. Quý vị thấy nên bình thường á, mình thấy rằng Đức Phật thuyết giảng về cái lời dạy của ngài đó, có nhiều vị đó thì khi họ sanh lên làm chư thiên, họ đắc chứng những cái tầng thánh đạo thánh quả, rồi họ niết bàn ở cõi chư thiên luôn, nhất là năm tịnh cư thiên. Thì chúng ta thấy nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người ngu đó rất là khó biết được người trí. Nếu cái người ngu đó không có chịu học hỏi để bỏ bớt cái ngu đó thì làm sao hiểu được người trí. Bởi vậy cũng cho chúng ta thấy những vị giáo chủ cũng vậy, họ mà muốn học hiểu theo lời dạy của Đức Phật á, thì họ phải bỏ những cái tư tưởng tà bậy của họ thì họ mới học theo cái lời dạy của Đức Phật. Nên thường thường chúng ta thấy trong luật á, có nói đến nếu một người thiện, một người nam bình thường á, mà họ muốn đi tu đó thì cho họ đi tu làm tỳ khưu được, nhưng mà bị ngoại đạo đó phải bị cách ly, phải bị cách ly sống một mình như vậy một thời gian, chư tăng coi được thì chư tăng mới cho đi tu làm tỳ khưu. Thì chúng ta thấy cũng giống như một người mà học đờn á, mà đã học sai rồi thì không thể nào đờn bằng nguyên bàn tay được, bằng một cái bàn tay khéo được, mà chỉ có cái tật. Bây giờ người ta muốn dạy mình, ta phải sửa cái tật của mình. Những người ngoại đạo cũng vậy, họ có cái tư tưởng sai lầm rồi,
bây giờ muốn họ vào ở trong giáo hội đó thì phải cách ly họ, phải biệt trú họ, để họ phải sửa những cái tư tưởng đó rồi mới cho họ tu. Đây là một cái điều mà chúng ta có sự suy nghĩ, chúng ta mới thấy tại sao người nam bình thường họ có thể xuất gia làm thị khu, nhưng mà người ngoại đạo thì phải bị cách ly là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì Ngài biết những cái người ngoại đạo đó thì phải cần làm như vậy, để cho họ cũng giống như người học đàn mà học sai cách rồi. Nếu mà người dạy đàn á, phải dạy cho họ, phải sửa cái tật của họ nữa. Còn một người chưa học đàn đó thì vô dạy họ thì họ đàn liền theo cái cách người dạy, khỏi cần phải sửa cái tật của họ. Thì chúng ta cũng thấy ngoại đạo giống như là cái tư tưởng tà kiến, mà nếu mà họ có thì họ cũng phải chấp nhận sửa đổi như vậy. Và ở đây á, thì chúng ta thấy ác ma nói về những cái người mà đắm say những sắc pháp. Ở đây thì chúng ta hiểu ác ma hay là tử thần ma hay là chư thiên ma là những cái vị mà dẫn dắt chúng sanh đam mê những cái sắc pháp. Ở đây á, mắt đối với cảnh sắc, những cái sắc dục, tai đối với cảnh thinh là những cái vị thinh dục, mũi đối với cảnh khí là khí dục, miệng đối với vật thực là vị dục, thân đối với sự xúc chạm là xúc dục. Và chúng ta hiểu rằng ác ma là chư thiên ở cõi dục giới cao nhất, mà cõi dục giới thì cõi có nam có nữ. Chính những cái gì hấp dẫn là muốn nói đến ma, ác ma là cai quản cõi dục giới. Và ác ma thường chúng ta thấy như là Đức Phật Ngài thành Phật rồi ác ma sợ là Đức Phật Ngài độ chúng sanh thoát khỏi cái sự quản lý của ác ma là Chúa Tha Hóa Tự Tại, nên ác ma mới quấy phá Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng cũng giống như bây giờ, một người họ có nhiều quyến thuộc thì họ luôn luôn họ gìn giữ quyến thuộc của họ, không muốn chia sẻ cho ai, thì ác ma cũng có tư tưởng như vậy. Nhưng mà ác ma không rằng tất cả những cái điều đó đều lại vận hành theo nghiệp lực, vận hành theo thiện ác, chứ không phải là dưới một cái quyền cai trị của người nào. Ác ma hiểu sai như vậy thì ác ma cũng phải bị những cái hệ lụy, bởi vì mình chấp thủ cái gì thì mình dao động cái đó, và mình dao động thì mình không có khinh an, không có khinh an thì mình phải có hy cầu là mong như vậy, nhưng mà không được như vậy. Như vậy có khứ có lai, có đời này có đời sau, có nghĩa là có luân hồi hai đời. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng đối với một cái chánh pháp đó, một chánh pháp thì Đức Phật Ngài thuyết giảng để một cái người tu tập đó từ bỏ những cái cõi dục, hay là từ bỏ cõi sắc, từ bỏ cõi vô sắc, từ bỏ tất cả những cái sanh hữu đó. Thì Đức Phật Ngài giảng dạy về các cái sanh hữu, hay là mình gọi là danh và sắc ấy. Thân và tâm của mình nó luôn biến động, biến đổi và thay đổi liên tục. Nó bị những cái áp lực, những cái áp lực mà thường thường chúng ta gọi là cảnh rất lớn á. Ví dụ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh rất lớn như vậy đó, thì tâm của mình nó trở thành cái lộ có động lực hay là có na cảnh. Còn những cái cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc á, mà nó hiện ra mà nó cách yếu đuối đó, hay là nó không đủ lực á, thì cái lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Ở đây chúng ta hiểu rằng những cái sắc gì mà đối với chúng sanh, như là trong kinh Tăng Chi nói về sắc nam sắc nữ đó, thinh nam thinh nữ, khí nam khí nữ, vị nam vị nữ, thì những cái điều đó là những cái gọi là cảnh rất lớn, mà nhất là cái cảnh đó thì đó là những cái cảnh dục lạc, và cái đó là cái sự cuốn hút chúng sanh, và chúng sanh nó thích sanh vào cõi dục, và do cái cõi dục đó là cái cõi mà chúng sanh thích và thích hiện hữu trong cõi dục. Còn những chúng sanh nào thích cõi sắc đó, thì họ lấy cõi sắc, họ vươn mình lên cõi dục để hướng đến các thiền sắc hay thiền vô sắc. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó, Ngài biết được chúng sanh dính mắc cái gì, và chúng sanh đó, phải chịu cái hệ lụy đó. Và những cái người ngoại đạo đó thì có thể họ luân hồi rất lâu, cho đến lúc nào đó họ phải thấy được cái tư tưởng đó là một cái tư tưởng không có hoàn hảo, không có chánh kiến, thì làm sao có chánh tư duy được. Bởi vì chúng ta thấy
tại thân bắt chánh đạo nó chánh kiến là hiểu đúng, rồi bị chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Còn một cái người mà họ có tà kiến thì họ phải có tà tư duy. Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tà nơi đây mình hiểu rằng nó không phải là chánh, nó không phải là con đường để giác ngộ. Nó là con đường mà dẫn đến cái sự luân hồi loạn xạ, có nghĩa là cõi người, cõi khổ, cõi gì cũng có thể rơi rớt vô được hết. Do lúc bấy giờ cái tâm nó hiện khởi và nó sẽ tái sanh theo cái tâm hiện khởi, nên mình không có biết được. Còn đối với Đức Phật thì Ngài dạy những người nam nữ cư sĩ đó phải an trú vào 10 cái đề mục tùy niệm, thường phải tu tập những cái đề mục tùy niệm, ở trong đó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, để có thể dễ dàng sanh lên cõi chư thiên. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài dạy vì Đức Phật là bậc thương xót đời, Ngài thuyết giảng vì cái mục đích là cho chúng sanh ly khổ đắc lạc là thôi, chứ Ngài không có cái giống như Ngài không bắt buộc, không có dưới bắt buộc của Ngài, mà sống với cái tinh thần tự nguyện, tự giác, tự hành trì theo lời dạy của Đức Phật để tự mình làm cho mình trong sạch. Như vậy thì chúng ta thấy Purana Kassapa là thuyết vô hành, có nghĩa là không có chấp nhận hành động của mình. Nên trong cái hành động thì không chấp nhận hành động, mình nói rằng một người giết hay là người chém giết, hay người nấu hay người đốt nấu, người gây phiền muộn cho người khác hay là người gây áo não cho người khác đó, thì không vì vậy mà chịu những cái quả báo. Như vậy là chúng ta gọi là vô hành kiến. Vô hành kiến có nghĩa là không chấp nhận cái hành động của mình. Thường thường mình thấy thân hành, khẩu hành, ý hành, ví dụ như mình nói cái thân hành của mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu hành nói ác, đâm thọc, tiêu dệt, nó nhẩm nhí ít, ý hành là tam ác, sân ác và tà kiến ác. Thì cái Purana đó, cái thuyết vô hành, thuyết vô hành đó, thì chúng ta thì nghĩ rằng họ không có chấp nhận có hành động kết quả cái khổ vui, mà họ có thể nói đó, giống như là một cuồng chỉ rồi nó chạy dài hết cuồng chỉ, rồi cái đến chấm dứt cuồng chỉ. Thì họ có những cái lý thuyết như vậy đó quý vị, có những lý thuyết như vậy. Nên họ nói rằng mình cũng như mình hay nói câu là bữa nay hên quá, bữa nay xui quá. Thì cái hơi xui đó đó thì Purana là nói rằng cái tình cờ, cái nghĩa là đó là cái tình cờ mình gặp được cái chuyện hên hay chuyện xui, chứ nó không phải là nhân quả quý vị. Nên thường thường quý vị thấy ở đời bây giờ có nhiều người họ nói bữa nay hên quá, bữa nay xui quá. Họ cũng có thể là có tư tưởng giống như Purana vậy. Họ không có thấy được những cái thiện nghiệp trổ sanh hay là cái ác nghiệp trổ sanh. Hay là bữa nay mình ra đường bị người ta chửi mắng mình đó, là bữa nay mình xui quá. Như vậy thôi. Chứ họ không có nghĩ rằng cái nhân quả. Thì chúng ta thấy Makkaligo Sala cũng vậy. Cái thuyết vô nhân kiến là cái nghĩa là không có chấp nhận có nhân. Thí dụ chúng ta thấy năm nhân á, ví dụ như là mình có năm nhân để được làm người, như là nghiệp thức, rồi nõn bào, tinh trùng, rồi thời kỳ người phụ nữ, ví dụ như vậy. Hay là mình có vô minh hành, để có ái thủ hữu, năm nhân rồi cho ra năm quả, thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Thì đó là những cái điều mà được Đức Phật giải thuyết trong giáo lý thập nhiễn duyên. Nhưng mà đối với Makkhali Gosala thì cái thuyết vô nhân kiến là không có chấp nhận có nhân, có năm nhân để cho ra năm quả, không có chấp nhận như vậy. Còn Nikantha đó thì chúng ta thấy trong cái bài kinh Upali đó, trong Trung Bộ đó, mình vô mình coi đó thì mình mới thấy Upali đó đi theo Nikantha Nataputta đó, thì chắc chặt cái nghĩa là cái thân hành một người kiên cử rồi cái Đức Phật này thí dụ cái người đó kiên cử uống nước lạnh, nhưng mà bây giờ bị bệnh uống nước nóng, rồi người đó chết, người đó Đức Phật hỏi với Upali như vậy thì người đó sanh về cõi nào, thì nói rằng cõi ý trước. Như vậy thì đối với Nataputta nói rằng thân phạt hay là khẩu phạt nó cường thịnh, nhưng mà ý thì nó yếu đuối. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài nói rằng chính là cái ý nghiệp, chính là cái ý nghiệp, là chúng ta hiểu rằng cái thân nghiệp là do cái tâm của chúng ta điều khiển cái thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ví dụ chúng ta nói rằng cái sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri là sắc tâm, là chính tâm điều khiển thân biểu tri, là thân mình, thân hành.
cho đến đi đứng nằm ngồi hay là mình giết hại chúng sanh đó, cũng là thân. Khẩu hành đó, là cái lời nói của mình nói ác, đâm tọc, tiêu dệt, nhẫn với vô ích. Nhưng mà chính cái tâm đó, nó điều khiển cái lời nói. Và mắt á lý đó, thì cái chủ trương của mắt á lý đó là nói đến cái cách mà hành trì kiên cử uống nước hoặc là kiên cử cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở đây đó, thì Đức Phật này có nói với Ubali đó, nếu mà Natabutta nói mình vô ý, mình đi tới đi lui đạo con này cũng gây chết, vô ý thì không có nghiệp, không có tội, không có tội nặng. Nhưng mà nếu Đức Phật nói rằng cố ý thì sao, thì tội rất nặng, tội đó Natabutta nói rằng sẽ chịu cái tội nặng. Thì Đức Phật nói rằng như vậy là ý thức là ý đó, đó là cái ý nghiệp đó. Thì lúc bây giờ Ubali đã tỉnh thức mới biết rằng Natabutta là cái lý thuyết của Natabutta chỉ chấp nhận với người ngu thôi, chứ còn người trí không có chấp nhận cái lý thuyết của Natabutta. Và sau này Ubali đó là đã quy Đức Phật, đã trở về để làm xin thưa thượng tọa Pháp Đăng Hoa Kỳ, xin được biết ở trong room không còn nghe được nữa. Kính thưa thượng tọa. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Quý vị quan hệ chờ một chút. Thưa Phật tử, trong khi chờ đợi thì Tổ Pháp Đăng trở lại đó, thì chúng tôi xin được tiếp lời thượng tọa. Nếu quý vị nào muốn biết thêm về cái giáo thuyết của sáu cái nhóm ngoại đạo mà nổi bật thời Đức Phật còn tại thế đó, thì quý Phật tử có thể vào bài kinh Sa Môn Quả, Samana Phala Sutta, bài kinh thứ hai của Trường Bộ. Ở trong bài kinh này thì thưa quý vị, vua A Xà Thế đã bạch với Đức Phật về những cái lần gặp gỡ của bản thân mình đối với các vị giáo chủ của ngoại đạo. Trong đó có một điểm rất là lợi ích, đó là sau khi nghe những giáo chủ của ngoại giáo trình bày thì nhà vua Ajatasattu thứ vua Xà Thế cũng đã hỏi thêm rằng như vậy với giáo thuyết của các ngài đó, giáo thuyết của ngài đó thì sự tu tập có cái lợi ích gì, hay là thế nào là quả báo của đời sống tu tập mà chúng ta gọi là sa môn quả. Thì thưa quý vị, lý thuyết là một chuyện, từ cái lý thuyết đó áp dụng vào trong đời sống và mang lại lợi lạc gì, nó là một chuyện khác. Về điểm này chúng ta nên hiểu. Dĩ nhiên là trong cái thời lượng của bài kinh hôm nay đó, chúng ta không có đi sâu vào các cái giáo thuyết của luật sư ngoại đạo. Một là riêng ở trong bài kinh này thì chỉ có ba vị là được tán thán với cái
lời nêu rõ. Còn bài kệ thứ tư đó, thì là gom lại một số các ngoại đạo. Chúng ta có thể nói ba điểm ở đây trong cái nhìn của Phạm Tịnh đó. Điều thứ nhất đó là ngày nay rất phổ biến cái quan điểm gọi là đạo nào cũng tốt, và thấy có cơ sở như chùa chiền, nhà thờ, giáo đường, thấy có người đi theo thì nghĩ rằng đạo nào cũng tốt. Dạ, thậm chí là một vị thiên đã gom chung nhiều vị lại với nhau, thì bởi vì tốt nên khi những vị đó cũng xem là bậc chân nhân mà. Dạ, ở Việt Nam chúng ta thậm chí có một tôn giáo mà họ đem tất cả những vị giáo chủ các đạo lên một cùng một bàn thờ, thì quý vị thấy rằng cái cách nói chuyện mà gọi là đạo nào cũng tốt, nó quan điểm rất lớn, và điều này cũng chia sẻ bởi những người Phật tử nữa. Và điểm thứ hai, ô dạ, thầy Thổ đang có mặt rồi, xin kính thỉnh thưa tòa hoan hỷ trở lại, kính thỉnh thưa tòa. Dạ, yeah. Đã yếu rồi, cái nó quay vòng 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 hoài, nó không có không có vô được, nghe thầy Thổ nói nhưng mà nó quay lại không vô được. Chị ân thầy Thổ đã điểm biết. Thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà nói ra đó, thì chúng ta biết rằng một cái người sai lầm đó, họ do cái tư tưởng sai lầm nên họ nhận diện cái sự sai lầm. Và đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những cái tư tưởng và những cái tôn giáo đó hiện thời chúng ta cũng thấy, như là lời Thượng Tọa Diên Cẩn nói đó, có những cái tôn giáo mà họ đem hết các cái tôn giáo vô làm cái tôn giáo của mình, nó cũng có cái tư tưởng như vậy. Thì chúng ta biết rằng Purana hay là những cái lý thuyết của Purana đó, nó cũng vậy, nó cũng tập hợp lại, nhưng mà tập hợp đó để chúng ta hiểu rằng những cái gì ở trên đời này họ gom vô. Bởi vì chúng tôi cũng thấy có nhiều chùa đó, họ suy nghĩ như vậy nè, người ta đi núi Sam, Châu Đốc hay là núi Bà Đen rồi này kia nọ, thì những cái chùa đó họ thờ luôn Bà Đen rồi Bà Chúa Xứ rồi này kia nọ trong chùa luôn. Họ nghĩ rằng á, để những người tín đồ họ đi vô chùa này là khỏi mất công đi núi Sam hay là núi Bà Đen này kia nọ. Thì chúng ta cũng thấy nếu một cái người mà họ có cái tư tưởng sai lầm đó, thì có nhiều khi ở trong cái sự khuyên lơn của họ đó, họ cho mình thờ cậu Tài, cậu Quý hay là Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Lê Sơn này kia nọ, họ cũng chấp nhận những người đó luôn. Họ chấp nhận những người đó coi như là một cái mình giống như một tín đồ của những cái người đó, một người đệ tử của những người đó. Thì chúng ta thấy rằng ở đời đó là những cái tư tưởng sai như vậy đó, thì muôn thuở quý vị, nó không phải là ngay cái thời kỳ của Đức Phật, mà trước đó cũng có và sau đó cũng vẫn có như thường. Bởi vậy chúng ta hiểu rằng Đức Phật này nói rằng một cái người mà có phước duyên rất là thù thắng, hay là mình nói rằng tu cũng rất là nhiều kiếp mình mới chấp nhận được cái tôn giáo của Đức Phật. Nên Đức Phật này cũng tuyên bố rằng Đức Phật chỉ độ những người hữu duyên thôi, không phải là những người vô duyên mà Đức Phật này độ. Nhưng mà đối với những người đó thì họ cũng làm duyên để độ. Đức Phật này cũng nói là ngài làm duyên để độ là gì? Ngài thuyết giảng ra rồi, chư tăng sau này thuyết giảng trở lại. Những người nào có duyên để họ thấy được, có nhiều khi quý vị thấy trong đời nó có những cái điểm rất là lạ. Bà con của mình có nhiều khi thấy con cháu của mình tu hành thì bao nhiêu người kính ngưỡng đó, nhiều khi họ đi theo họ tu cũng có. Thì đó là Đức Phật gọi là làm duyên để độ cho những người đó. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Đức Phật cái ngày vẫn thuyết pháp độ những ngoại đạo. Nhưng mà có lúc đó, những người ngoại đạo họ tà kiến đến nỗi mà Đức Phật này dùng thần thông này bay về luôn, chứ không có thể nào độ được họ. Cái tư tưởng họ chấp chặt đó, những cái quan kiến sai lầm của họ đó, bó buộc họ giống như một cái tảng đá không có lay động được. Thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng đối với những người họ tà kiến như vậy đó, thì cái sự luân hồi của họ nó bấp bênh, và những đọa xứ đó luôn luôn lúc nào cũng là cái chỗ của họ đi tới. Và nó là nhân là duyên đó, để kéo dài cái sự luân hồi của họ. Và là nhân là duyên đó, rồi sai lầm nó dẫn dắt sai lầm. Nên thường thường Đức Phật này hay nói với những người mà họ có lý thuyết thầy tổ của họ đó, thì Đức Phật ngày nói giống như một chuỗi người mù. Người trước
cũng không thấy đường ôm người lưng người sau ôm lưng người sau nữa. Cũng như bây giờ chúng ta thấy có nhiều người có tư tưởng đó, những cái tư tưởng họ nghĩ Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương gì đó. Thì ở trong Kinh Trung Bộ cũng có những đoạn mà Đức Phật ngày thuyết giảng, cũng giống như Đức Phật ngày hỏi cái người thanh niên, ngươi thương một người phụ nữ, ngươi có biết người phụ nữ đó không? Ngươi biết người phụ nữ đó da vàng, da đen, da trắng, mập lùn không? Người đó nó không biết, không biết, cũng giống như bây giờ mình tu, mình nói mình đi về đâu, mình không biết. Thì cũng giống như là một người mà làm cái thang, một lần người làm cái thang lên trên lầu, người ta hỏi nhà cái lầu thứ mấy, người này nói tôi không biết, tôi chỉ có làm cái thang thôi, tôi không biết cái lầu nó ở hướng nào. Thì Đức Phật nói rằng như vậy có hợp lý không? Không hợp lý. Nhưng mà thật sự đó, cái tư tưởng đó đó, quý vị biết rằng người ta vẫn có rất là nhiều ở trong đời những cái tư tưởng như vậy. Mình không biết mình sanh về đâu, cũng giống như mình làm cái thang lên trên cái lầu mà không biết cái lầu nó ở đâu, làm sao mình có thể lên được cái lầu đó. Mình không biết cái thang của mình làm mấy tầng để lên cái lầu đó. Thì cũng giống như bây giờ một cái người mà tu tập họ không biết khổ ở đâu. Thật sự Đức Phật này, cái khổ á, Đạo Phật nói cái khổ là khổ của danh sắc, của thân tâm. Và dứt trừ cái khổ là khổ của danh sắc này thì Niết Bàn chấm dứt cái sự đau khổ của phiền não. Bởi vì chính cái phiền não chấp sai cái ngũ uẩn này, đó là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như vậy thì khi Đức Phật này dạy là tu hành để diệt trừ tham sân si. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta thấy rằng bây giờ cho đến bây giờ cũng có nhiều người nói rằng tu như vậy khó lắm, lâu lắm, thôi giờ niệm ai đó thì sanh về cõi nó dễ hơn. Chúng ta vẫn thấy người ta tu rất là nhiều. Thậm chí có lần chúng tôi gặp một cái sư cô đó, sư cô đó cũng khuyên chúng tôi hãy niệm đi rồi để sanh về cõi đó. Đức Phật Thích Ca đó giới thiệu Đức Phật Di Đà, cái phương pháp này dễ lắm, Nam Mô Di Đà Phật, cái là sanh về cõi đó. Chúng tôi nghe và chúng tôi cũng lắc đầu luôn. Thì quý vị biết rằng một cái sư cô mà ở trong chùa mấy chục năm rồi mà nói như vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng họ không biết khổ ở đâu, không biết khổ chỗ nào và sự chấm dứt khổ là cái chỗ nào chấm dứt khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói về cái sự khổ và ngài nói về cái sự diệt khổ, đó là cái lời dạy của Đức Phật, và chư Phật đều là cái lời dạy như vậy hết, nên mới gọi là chấm dứt cái phiền não chấp phiền não dính mắc vào cái thân ngũ uẩn này. Còn nếu mình hiểu sai lầm rồi đó thì muôn thở mình chỉ là những người hành trì sai lầm, cũng giống như cái người nói rằng thương cô đó mà không biết cô đó đâu, thì có hợp lý không? Hay là làm cái thang mà lên lầu, cái lầu mà không biết cái lầu hướng nào, mình làm cái thang như vậy mình có thể lên được cái lầu đó không? Chắc chắn là sẽ không lên được. Thì những cái tư tưởng tu tập á, mà sai lầm nó cũng giống như vậy thôi. Đây là những cái điều mà Đức Phật ngài đã trình bày. Thì ở trong bài học hôm nay thì con nghĩ rằng chắc cũng còn nhiều cái ý để chư tăng triển khai. Con cũng xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Bây giờ thì con xin kính dâng phần phước báo công đức đến quý ngài, chia phần phước báo công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo công đức này đến các bậc hữu ân, các người mong mỏi. Bây giờ thì con xin tỉnh tường tỏi giác đẳng trở lại điều hợp phần thảo luận. Sa thủ chư trần thư pháp đăng, bạch thư tọa Tề Siêu, thư tọa có ở trước máy không? Nếu thư tọa có ở trước máy xin thành thư tọa quan hỷ. Dạ. Bạch thư tọa Tề Siêu, thư tọa quan hỷ chia sẻ một vài cái cảm nhận của thư tọa, ví dụ như là có những người cũng đi chùa, cũng làm phước, tức là cũng tinh lý nhân quả, đồng thời thì những người này cũng cầu nguyện ông ta, cầu nguyện bà chúa xứ, cầu nguyện để ban phước, tức là vừa là có tin vào nhân quả nhưng mà cũng tin được vào những điều mà nó có vẻ như là nó đi ngược lại lý do. Thì tại sao có hiện tượng như vậy, tại sao nói thì nghe bổn thưởng, nhưng mà nếu một người đã tin nhân quả thì không tin những điều nó
nó phản lời lý nhân quả, nhưng mà lại có trường hợp có những người họ tin cả hai. Xin kính thỉnh thưa tòa. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Sự việc này nó rất thường xuất hiện ở trong cái thế giới loài người phàm phu. Khi một người cái lòng tin yếu kém, họ không có kiên cố được cái niềm tin của họ, chỉ thỉnh thoảng thì họ khởi lên tâm thiện. Ở trong tâm thiện đó nó vẫn có cái tính tâm sở, sattha cittasika. Khi mà họ khởi lên tâm thiện thì trong cái khoảnh khắc đó, trong cái thời điểm đó là họ làm phước bố thí. Giúp đỡ người này người kia vân vân. Hoặc là nói những lời tốt đẹp. Nhưng mà vì rằng cái tin đó không được an lạc trên cái chánh tri kiến, cho nên họ làm thì họ làm nhưng mà sau khi làm được cái việc phước rồi thì chính do cái tà kiến mà họ đã thâm nhập, nó trở thành cái tập khí, trở thành cái thường cận y duyên, nên họ vẫn có cái quan điểm sai lầm. Cái chuyện đó thì không có khó khăn, nếu nói theo thắng pháp thì cái chuyện này không có khó để chúng ta hiểu được. Như vậy thì đối với một người mà họ vẫn đi làm phước nhưng mà họ vẫn tin vào những điều phi lý, tà kiến, chúng ta đã lý giải xong đó, thì chính người này cái niềm tin của họ đủ để làm phước thì cái đó là chỉ là tính tâm sở ở trong cái tâm thiện ly trí thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta, khi chúng ta thấy rõ được cái quan trọng, lợi ích quan trọng của chánh kiến và cái sự nguy hiểm của tà kiến, thì không phải là chúng ta chỉ đi chùa làm phước, phước vật, hay là chúng ta giữ giới, chúng ta tạo cái phước đức
mà chúng ta phải tu tập cả về phước trí. Tức là luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng suy tư về lời dạy của Đức Phật. Ở đây, trong cái cách mà chúng ta tu tập đó, mà chánh tri kiến, chúng ta tu tập như thế này, chúng ta cần phải vận dụng cái trí tuệ để thấy rõ cái pháp thiện và căn thiện. Chúng ta biết rõ cái pháp bất thiện và căn bất thiện. Pháp thiện ở đây tức là bố thí trì giới, tu tiến cùng tỉnh phục vụ, tính pháp thuyết pháp, hoằng phước tỷ vân vân. Mà căn thiện ở đây tức là vô tham vô sân vô si. Tôn giả Sariputta nói chừng nào biết được cả hai phương diện đó thì mới gọi là có chánh kiến. Cũng như khi mà chúng ta quán xét về cái tâm bất thiện, chúng ta biết rõ thân làm ác, sắc sanh, trận cấp, tài dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, ý, tham lam, sân hận, tà kiến, cái đó là những pháp bất thiện. Chúng ta phải biết rõ luôn cả căn bất thiện, tức là tham căn, sân căn, si căn. Biết rõ pháp bất thiện và căn bất thiện như vậy mới gọi là có chánh kiến. Rồi lại nữa, chúng ta cần phải biết rõ trong mỗi một trường hợp những cái pháp, chẳng hạn như là khổ, chúng ta biết rõ thân ngũ uẩn là khổ, phải có cái trí hiểu rõ tập khởi của sự khổ đó là cái gì, phải suy xét về cái sự diệt khổ đó đến mức độ như thế nào mới gọi là đoạn diệt khổ đau. Và chúng ta phải quán thấy cái con đường nào để đưa đến cái sự đoạn trừ khổ đau, tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh cửa, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Thì như vậy đó, đối với pháp thiện, pháp bất thiện là chúng ta phải biết rõ cái hành tướng, và chúng ta phải biết rõ về căn cội của pháp đó. Còn đối với sự khổ hay là lậu hoặc hay là thức ăn, hoặc là vô minh hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, vân vân, mỗi một cái là chúng ta phải biết theo bốn khía cạnh. Sách chuyên gia nát, cái chuyên gia nát, cái tân gia nát, chúng ta phải biết rõ bốn khía cạnh, mà gọi là bốn khía cạnh tứ đế đó. Thì như vậy mới gọi là có chánh kiến. Tập dần dần nó quen như vậy đó, thì chúng ta mới loại bỏ được cái mà đầu này thì đi làm phước, thấy rõ ràng là có tâm thiện đó, nhưng mà đầu khác thì vẫn tin tầm bậy tầm bạ. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, để cho quý vị thấu rõ cái chỗ đó, mà chúng ta tu tập thì chúng ta chấn chỉnh lại cái tri kiến của mình. Chúng tôi xin trả lời câu thảo luận số 1 là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa thầy sư, thượng tọa pháp tân ấy, thượng tọa quan thị trả lời cho câu thảo luận số 2, thượng tọa tân có mặt trước máy không?
một lần nữa sẽ hỏi thượng tọa Tân, thượng tọa Diệu Phật. Kính thỉnh sư huynh đang nghĩ, thượng tọa Pháp Tân, có nhiều người trong chúng ta quan niệm rằng đã là chư thiên thì cái gì cũng biết, và biết rất rõ, biết rất đúng, và cũng khó tin rằng tại sao chư thiên có tà kiến. Nhưng mà thượng tọa Pháp Tân có thể giải thích là tại sao chư thiên lại có tà kiến mà không phải là biết tất cả, biết chính xác giống như chúng ta thường nghĩ. Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Minh Hạnh, Đệ Đức Tề Tri, Đệ Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Ở đây đó thì con nghĩ rằng nếu trong Phật giáo chúng ta thì chúng ta tin có chư thiên. Quả thật là cái việc mà sự hiện hữu của chư thiên thì có ở trong các cái cảnh giới. Thì theo con nghĩ rằng các vị chư thiên có cái năng lực tự nhiên khi mà các vị đó sanh về các cái cảnh giới đó, nhờ cái phước báo, nhờ cái phước báo, cho nên các vị đó cũng biết được những cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện quá khứ, vị lai, thì có một số việc cũng có thể biết. Bởi vì các vị thiên á, thì rõ ràng là cái năng lực tự nhiên. Bởi vì nếu mà sanh về các cái cảnh giới, các cái cảnh giới như là các cái cõi của các vị chư thiên, hay hoặc là thường là chúng ta đọc ở trong kinh thì biết được là có những chư thiên địa giới, chư thiên địa giới, tức là chư thiên ở hư không, hoặc là chư thiên ở cội cây, hoặc là thường ở trong ở nơi chùa chiền, ở nơi này nơi nọ. Chúng ta thường có cái việc mà tạo phước để hồi hướng cho chư thiên, thì những vị chư thiên đó có thể biết được những chuyện quá khứ, vị lai, một số cái thời gian nào đó, chứ không phải là hoàn toàn biết hết tất cả các cái thứ. Thì ở đây con nghĩ rằng khi mà nói sanh về các cái cảnh giới chư thiên thì trong đó có những vị chư thiên là phàm phu, có những vị chư thiên là thánh nhân. Thí dụ như các cái bậc thánh hữu học, các vị đó chưa có hoàn toàn giải thoát thì các vị đó cũng có thể sanh về các cái cảnh giới chư thiên để tiếp tục nữa rồi tu tập tiếp. Nhưng mà rồi đó thì các cái bậc thánh á, các vị chư thiên mà gọi là thánh chư thiên đó, thì các vị đó có thể có cái tri kiến hiểu đúng, hiểu đúng. Còn chư thiên mà phàm phu đó, thì con nghĩ rằng có thể là không có một cái tri kiến đúng đắn được, không phải là vị nào cũng có cái tri kiến đúng đắn được. Ví dụ như là mình thấy rằng ngay cả việc mà người ta bố thí chẩn bần, người ta tạo những cái việc thiện đó, thường ở xã hội đó, người ta tạo việc thiện thì do cái việc tạo phước đó đó, cho nên sau khi họ mệnh chung thì họ cũng có thể sanh về cảnh giới chư thiên. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì chưa chắc là họ không có cái quy y Tam Bảo, họ chưa có từng cái gọi là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, nên là họ chưa từng để hiểu, nghe và thấy cái lời dạy của Đức Phật, cho nên là họ không thể nào có được có một cái tri kiến đúng đắn, tri kiến đúng đắn. Và vì vậy cho nên là họ cũng sanh làm một vị chư thiên vậy, một vị thiên vậy, nhưng mà rồi đó thì do rằng đời sống không có từng quy Tam Bảo, thì hoặc là chưa có từng tu tập tạo thiện nghiệp,
chưa từng nghe được Phật pháp, là hướng đến cái điều tạo nên cái gọi là chánh tri kiến ở trong cái đời sống, chưa có tu tập được. Vì vậy cho nên là họ cũng có thể có những cái tư kiến sai lệch, có những cái tà kiến sai lệch. Ở trong kinh có nói đến cái việc mà một vị thiên ở trong nhà ông cấp cô độc đó, vị thiên nữ ở nhà ông cấp cô độc, khi mà đó thì đã mách cho những cái người đó nói là ông cấp cô độc là do là đã cúng dường tam bảo, cho nên là cái tài sản đã khánh tận, tài sản đã hết rồi, nay trở thành một cái người nghèo. Thì cái điều đó mà khi mà nghe được đó, thì chúng ta biết rằng ông cấp cô độc ông rất là không hài lòng về cái câu nói và cái suy nghĩ của vị thiên đó, cho nên là ông cấp cô độc là chúng ta biết là một cái vị thánh, cho nên là ông đã đuổi cái vị thiên đó, không chấp nhận cho cái vị thiên đó ở trong cái căn nhà của ông. Cho nên là cái vị thiên đó sau một thời gian không có chỗ ở, rồi đi cầu cứu ở nơi này, cầu cứu ở nơi nọ, rồi cuối cùng thì ông cấp cô độc, ông mới hỷ xả cho bằng cách là cái vị thiên đó phải bằng chuộc lại cái lỗi lầm là đi mắt lại, khiến cho những cái người mà thiếu nợ ở trước đây đã từng ở ông cấp cô độc đó, trả lại cái số tài sản đó, thì ông cấp cô độc mới cho ở trong cái căn nhà. Bởi vì một vị thiên mà chúng ta biết rằng khởi lên một cái tà kiến thì cái chuyện đó cũng là việc bình thường, là việc bình thường. Bởi vì không phải là một vị thánh nhân, không phải là chư thiên thánh nhân hữu học. Cho nên là các cái vị đó cũng có thể xảy ra cái tư tưởng lệch lạc. Hơn nữa trong đời sống hàng ngày đấy, nhiều khi họ làm được một cái phước báo gì đó thì họ được sanh thiên thôi, chứ họ cũng chưa từng quy tam bảo, chưa từng tu tập, chưa từng củng cố cái tri kiến của họ qua cái việc thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cho nên họ cũng có thể xảy ra những cái quan điểm lệch lạc, cái tư kiến, kiến chấp sai lệch, kiến chấp sai lệch đó. Vì vậy cho nên là một vị thiên nó có nghĩ rằng là cái năng lực của vị thiên thì sinh ra đời thì biết chuyện quá khứ vị lai, đó là chuyện đương nhiên. Giống như là mình sinh ra làm người Việt thì lớn lên mình biết ăn cơm là chuyện bình thường. Khi mà mình lớn lên là mình tưởng trưởng thành, bắt đầu đôi ba tuổi là mình biết ăn cơm là chuyện bình thường. Cho nên là cái chuyện biết đó thì cái biết nó cũng còn có giới hạn, chứ không phải là chuyện gì biết. Ngay cả chúng ta thấy rằng các cái bậc thánh á, tâm của vị thánh mà bậc cao hơn á, mới có thể hiểu được, hoặc là ngang bằng vậy là cái bậc thánh đó mới có thể hiểu được tâm của bậc thánh đó. Còn nếu như mà ở thấp hơn á, thì cũng không thể hiểu được, huống chi là với cái một người bình thường mà có thể hiểu được cái tâm trí của Đức Phật, hay là một cái vị thánh bình thường mà có thể hiểu hoàn toàn được những điều đó. Cho nên con nghĩ rằng là trong cái đời sống này đó, quan trọng là hàng ngày mình thường xuyên tu tập, suy tư cái lời dạy của Phật, suy tư lời dạy của Phật. Và trong mọi cái chuyện gì đó thì chúng ta cũng luôn lấy giáo pháp của Đức Phật để làm một cái phương châm trong đời sống hành động của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng hàng ngày đó là mình tu tập, cũng có nghĩa là mình trao dồi, rồi mình tin có chư thiên á, là sự hiển nhiên ở trong đời sống này. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta tu tập để rồi thanh lọc, để rồi được cái sự an lạc. Và cái việc mà một người mà hành trì giáo pháp của Đức Phật thì cái việc đó nó là cái sợi dây để kết nối
sợi dây để kết nối cho chúng ta, chúng ta thực hành thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày. Đó là sợi dây để kết nối cho chúng ta sanh ở cảnh giới an lành, hoặc là nhờ cái việc tu tập thiện nghiệp đó mà nó là trở thành cái năng lực để giúp cho chúng ta hướng đến cái đạo quả giải thoát ở trong tương lai. Vì vậy cho nên trong đời sống á, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình hiểu về nhân quả, mình hiểu về nhân quả, biết về nhân quả. Nhưng mà rồi nhiều khi mình có những người đó không có thể hoàn toàn thực hành hết được, hiểu được, thực hành hết được trong cái phương châm hành động đời sống hàng ngày. Mình không căn cứ vào nhân quả mà căn cứ vào một cái gì đó theo cái tập quán của chính mình, hay là đại đa số một số người nào đó là tin như vậy, cho rằng như vậy thì mình làm theo như vậy, hoặc là gặp một vài chuyện nào đó ngẫu nhiên trùng hợp thì mình cho rằng cái đó nó linh lắm, cái đó nó thiêng lắm, cái đó quả thật là cái đối tượng đó là linh thiêng lắm. Cho nên là trong cái tín ngưỡng quan sơ xưa kia đó, sơ khai xưa kia đó, thì người ta tin có rừng núi thần sông gì cái chuyện đó. Thần núi thần sông thần này thần kia, thì cái việc đó phải có, phải có. Nhưng mà để rồi đi tìm cái chỗ mà những cái đối tượng đó để mà nương tựa đó, thì quả thật là không có cái chắc ăn, không có cái khả dĩ nào mà để cho chúng ta là cái chỗ nương tựa hết. Như là ở trong kinh Phật Cú Đức Phật ngày dạy này, loài người sợ hoảng hốt đi tìm chỗ nương tựa, núi non và rừng rậm, đền cây và bóng mát, nương tựa đó không ổn, không an ổn, nương tựa đó không an vui. Và Đức Phật ngày còn dạy rằng ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, đó là quy y tối thượng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đối với một vị thiên đó, thì chuyện mà biết chuyện quá khứ vị lai là chuyện bình thường, nhưng mà cũng không phải là chuyện gì các vị thiên đó cũng đều biết hết. Mà để mà có một cái vị, có một cái người, người một vị thiên mà có cái chánh tri kiến đàng hoàng đó, thì phải nói đến là những vị thiên mà gọi là bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học còn tái sanh ở trong các cái cảnh giới đó, thì vị đó mới là có cái tri kiến đúng đắn. Còn hơn nữa, nếu như một người phàm phu á, một vị thiên mà phàm phu đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ít ra thì cái vị đó đã có một cái thường cận y duyên trong đời sống hàng ngày, là vị đó đã quy tam bảo, đã thực hành lời dạy của Đức Phật, sống ở trong đời sống của mình, ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì may ra thì cái vị đó có được một cái tri kiến được tương đối là đúng đắn, chính xác. Còn bao nhiêu thì do cái phước, do năng lực của phước, cho nên vị đó sanh làm vị thiên. Cho nên cái, nhưng mà cái tư tưởng, cái tri kiến nó cũng có thể có những sự sai lệch. Cho nên là có những vị thiên đó, hộ trì tam bảo, nhưng mà cũng không phải là những vị thiên nào cũng là hộ trì tam bảo. Họ phá phách cũng có, họ phá phách cũng có. Thì đó là như vậy. Chúng tôi xin được cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu, và con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Pháp Tân. Thưa vị, thì giờ còn lại chúng tôi xin được tiếp lời của Chư Tăng để chia sẻ thêm vài điều. Lẽ ra thì chúng tôi nói thẳng ngay vào điều mà chúng tôi định nói thêm. Nhưng mà nhân Thượng Tọa Pháp Tân vừa trả lời câu vừa rồi, thì chúng tôi cũng xin có thêm một vài chia sẻ trong điểm đó. Trong cuộc đời của chúng ta thường có những cái gọi là đinh ninh, hay là chúng ta cho rằng nó phải là như vậy. Ví dụ như là mình nói rằng đã là chư thiên rồi thì chuyện gì cũng biết rồi, biết chính xác, do đó chúng ta mới cầu nguyện chư thiên. Thì trong cuộc sống hàng ngày này nó có trường hợp này
mà nói thì rất là khó tin nhưng mà thực sự là có, đó là đa số chúng ta nghĩ rằng người trí thức thì đã trí thức thì phải biết hơn là người ít học. Nhưng mà có bao giờ chúng ta tưởng tượng được rằng theo FBI đó, tín đồ của các phong trào dị giáo mà chúng ta gọi là cult là những người mà thường là những người có trí thức, trình độ rất là cao về học vấn. Lấy một ví dụ như là có một cái giáo phái gọi là sao, giáo phái mặt trời. Giáo phái này mà quý vị nghe là có cái chuyện xảy ra, đó là họ thuê một cái lâu đài rất là đẹp ở San Diego để cùng nhau đến đó tham dự một buổi sinh hoạt. Và tất cả mọi người đều lấy bao để tự sát và lấy bao trùm vô đầu mình để mất sáng khí để tự sát, bởi vì họ tin rằng là bằng cách đó đó thì họ sẽ được những người ở ngoài hành tinh từ trên dưới bay đến xuống rước. Chúng tôi nói như vậy quý vị nghe quan đường lắm phải không? Tự nhiên có ai đó nói mình tin là có người ở hành tinh khác ở UFO họ lấy dĩa bay xuống để mà rước mình, rồi mình lấy bao ni lông, bao plastic mình trùm đầu lại cho ngạt thở mình chết. Nhưng mà quý vị có hiểu rằng tất cả những người trong số đó, cái người học thấp nhất là cũng có bằng, rồi đa số còn lại đó là những cao học, là những người trí thức là chết. Và chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người chứ không ít. Họ là bác sĩ có, luật sư có, nhưng mà cái niềm tin của họ ở Phật Pháp á, thì chúng ta phải nói một điều rằng là họ, nếu mà chúng ta nói nghe cũng rất là ngạc nhiên. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi có gặp một vị nha sĩ. Vị này có lúc cũng đi chùa, cũng y Tam Bảo, nhưng mà lại sau này lại đi theo một vị thầy mà khi chúng tôi hỏi ra mới biết là vị này có một cái niềm tin mạnh mẽ ở vị đó, bởi vì lý do là vị thầy đó thầy dạy về càn khôn thập linh. Và càn khôn thập linh tức là một cái phương pháp kết hợp giữa khí công yoga. Và khi mình nghe vị này nói đó thì mình có thể nhận ra ngay rằng đối với vị này càn khôn thập linh là một thứ chân lý. Chân lý đến nỗi mà là những cái tông phái Phật giáo mà không biết càn khôn thập linh, tức là người đó chưa hiểu về cái tinh hoa của Phật Pháp. Hay nói một cách khác là trước khi mà cái môn càn khôn thập linh đi giảng dạy thì chưa có chân lý, chưa có đạo Phật. Bởi vì nó vẫn đi chùa, vẫn lại Phật, vẫn bình thường, nhưng mà cái niềm tin nó mạnh mẽ như vậy. Bởi vì đó là một gia sĩ chứ không phải là đạo thường. Hay là chính thức gặp một vị khác cũng là một vị luật sư. Và vị luật sư mà có một căn nhà mà bán không được. Tại vì cái thị trường nó ế ẩm sau đó mà bán không được. Rồi có ai mắc chỉ mời một thầy qua bên đó để thầy đến thầy tụng kinh, rồi thầy cúng đó, để đến tụng kinh rồi cũng ban phép làm sao đó thì ít lâu sau bán được. Thì thưa quý vị, vị này mới cúng một số tiền tương đối lớn cho cái thầy thầy cúng đó, giống như là tiền quý hồng vậy đó, giống như tiền cúng, tại vì vị đấy đã giúp bán được căn nhà. Thì có một vị sư khác khi nghe chuyện đó đó thì vị sư đó mới than với chúng tôi, nói rằng con biết ông luật sư này là cũng nhiều năm lắm và ông đi chùa cũng cúng dường, nhưng mà chưa bao giờ ông có thể cúng lên cái con số mà gọi là đáng kể. Mặc dù cái chuyện mà in kinh sách hay nghe pháp hay bị này kia cũng, nhưng mà nghe cái số mà ông cúng cho cái ông thầy mà giúp ông bán căn nhà mà nghe về hết hồn. Và chúng tôi nói là một luật sư. Thưa quý vị, là chúng ta đừng bao giờ quan điểm rằng là người trí thức, thành phần trí thức thì là phải là người mà có chánh kiến và chánh tính. Hai chuyện đó khác nhau nhiều lắm. Và chúng ta gặp vô cùng một người Phật tử vẫn đi chùa, vẫn nghe pháp nên lý nhân quả rất là bình thường, nhưng mà rồi đụng chuyện đó thì cứ nghĩ rằng là mình chỉ cần dời đổi phong thủy là thay đổi được số mạng, hay là cái số mạng của mình định đoạt bởi những vì sao, thì cúng sau đó tức là tự nhiên mình thay đổi được số mạng. Mình chịu đó, mình bỏ tay thôi. Là mình đành chịu thôi. Thành ra chúng ta đừng ngạc nhiên khi mà những vị thiên tử này sanh làm thiên tử có phước và một loài hóa sanh cũng biết nhiều chuyện.
Nhưng mà chư thiên dục giới cũng vậy, mà phạm thiên ở cõi sắc giới cũng vậy, vẫn có những cái kiến chấp. Bởi vì chúng ta đọc ở trong kinh Phạm Phóng, như Đức Phật nói về những cái người mà tu hành rồi nhớ là kiếp trước, và họ nhớ là họ đã từng có mặt ở phạm thiên giới, rồi lúc đó họ thấy có một vị phạm thiên oai lực vô cùng, mà trước khi họ đến thì vị phạm thiên đã có mặt, và khi mà họ tránh đi thì vị phạm thiên vẫn còn. Như vậy vị đó là thượng đế vậy thôi. Mà những vị này không phải là họ biết là nghe người khác nói lại đâu, mà là do họ chứng thiền và họ nhớ là kiếp trước, quý vị thấy cũng dễ sợ chứ không có đơn giản. Nên chi chuyện mà đi chùa là một lẽ, học Phật pháp là một lẽ, lại Phật là một lẽ, mà biết củng cố cái chánh kiến của chúng ta là một lẽ khác, mà làm sao để khai triển cái tiềm lực của trí tuệ, của chánh tính, để mà học hiểu lời Đức Phật dạy, chuyện đó không phải dễ. Chuyện đó không phải dễ đâu. Tuy phải nói một điều rằng đôi khi những điều mà chư tăng giảng ở đây tương đối là khô khan, mà quý Phật tử còn chịu khó nghe hàng ngày đó, thì chúng tôi thực sự cảm kích quý vị lắm. Tại vì có rất nhiều người mà tôi biết là họ quen và họ có vẻ giống như gắn bó với chùa chiền lắm, có vẻ là thương mến chư tăng lắm, nhưng mà nghe pháp bây giờ nghe pháp quý vị có tin điều đó không? Dạ, không gì nghĩ đến nghe pháp làm gì. Đối với họ đi chùa là gì? Là đến chùa làm lễ vui vẻ như vậy thôi, chứ để ngồi xuống mà nghe mà thảo luận được pháp không có. Và cái chuyện mà xây dựng chánh kiến chánh tính thì hoàn toàn không. Thế nên chúng ta đừng bao giờ đinh ninh rằng hễ là trí thức thì có nghĩa là chánh kiến, có chánh kiến hiểu biết tốt. Mà chúng ta nhắc quý vị là những phong trào dị giáo á, và quý vị đếm trở lại đi, tin theo Thiền Ông Tám, tin theo Thanh Hải Vô Thượng Sư, tin theo Càn Khôn Thập Linh, toàn là những dân trí thức rất nhiều lắm. Mà những cái hội chúng đó, đếm lại cái người bình thường thì những bài già trầu thì mà những trí thức thì nhiều. Nếu mình đứng quý vị biết thì bây giờ thưa quý vị, phần cuối của học ngày hôm nay chúng tôi nhắc quý vị một việc, đó là thật ra trong bài kinh này chỉ đề cập đến một cách đại lược về cái giáo thuyết của ngoại đạo. Nếu quý Phật tử nào mà có thì giờ thì nên đọc thêm về những cái giáo thuyết của ngoại giáo thịnh hành đương thời với Đức Phật. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng khi Đức Thế Tôn ra đời ở trong châu thổ sông Hằng, không phải là một cái thời gian mà rực rỡ, không phải chỉ có là thời gian rực rỡ của nền văn minh về kinh tế, về nông nghiệp, mà còn là một thời kỳ rực rỡ của học thuật, của tôn giáo. Và những cái tư tưởng như là về duy vật, như là duy linh, như là duy ngã vân vân, thì ngay cả giáo chủ thuyết hoài nghi nó có mặt ở trong xã hội Ấn Độ thời đầy dậy thời bấy giờ. Và nhiều khi để có cái khả năng phân biệt đó, giữa cái này và cái khác đó, nó chỉ nằm trong đường tơ kẻ tóc thôi. Nằm đường tơ kẻ tóc. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có những vị mà đưa ra một cái giáo thuyết về thuyết ngẫu nhiên. Thuyết về ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tức là sự tình cờ. Con người mình sinh ra đời vui khổ tốt vui khổ tốt vui khổ thiện ác vân vân, nó là một sự ngẫu nhiên trong cuộc đời. Nó là sự ngẫu nhiên do sự đưa đẩy ngẫu nhiên tình cờ. Rất là nhiều người theo cái chủ thuyết này, và khi người ta nói đến tình cờ, nói đến ngẫu nhiên đó, thì họ thấy nó hợp tình hợp lý. Tại vì sao vậy? Tại vì lý do là con vua thì được là vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, mình sanh ra ở trong gia đình như vậy, trong văn hóa như vậy, mình là như vậy thôi, thì có chuyện đâu mà tốt sống. Không có chuyện tốt sống. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài dạy chúng ta rằng ở trong cuộc đời có những người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, có những người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, có người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, và có những người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Thì ở trong đó Đức Phật Ngài dạy cái khả tính chuyển hóa của con người, và điều đó không phải dễ truyền đạt. Tại vì con người thường hay tin vào
hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là định mệnh. Và từ quan niệm về ngẫu nhiên định mệnh này đó, họ đưa đến những cái giáo thuyết về vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Và do họ nhồi đi nhồi lại, nó trở thành những học thuyết mà rất là tinh vi. Rất tinh vi. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là cái chủ nghĩa duy vật biện chứng, để làm cái nền tảng của duy vật biện chứng, thì thứ gì dựa lên trên cả một cái thuyết gọi là evolution, thuyết tiến hóa của Darwin. Và cái thuyết tiến hóa đó nó có một cái vị thế lớn ở trong xã hội Tây phương. Và dĩ nhiên là trong chế độ cộng sản, nó không đơn giản giống như chúng ta nghĩ rằng duy vật chỉ là duy vật thôi, duy vật là không có trên trời đất quỷ thần. Và đôi khi nó cũng có trường hợp như vậy, là một người hỏi rằng Phật giáo không tin có thượng đế, Phật giáo không nói là có một linh hồn bất biến, như vậy thì Phật giáo là duy vật. Chúng tôi nghe nhiều người nói như vậy. Thật ra để hiểu cái gì mà nó gọi là tốt, chính xác, cặn kẽ đó, không phải đơn giản đâu. Mình phải học kỹ lắm mình mới có thể biết được. Còn nói ở bên ngoài thì rất là dễ thuyết phục, nhưng mà dễ thuyết phục không nghĩa là đúng. Chúng tôi có nghe nhiều trường hợp như vậy, thưa quý vị, là người ta khuyên bỏ thuốc ấy. Thì có một vài người rằng tôi gặp với ông cụ là 70-80 tuổi mà hút thuốc rê, mà một nếu thì hạ rộng thì bị điếu thì động quan, tức là hết điếu này thì điếu kia, 80-90 tuổi vẫn khỏe như thường. Chuyện nó có chứ không phải không có đâu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó chứng minh rằng là mình hút thuốc là vô hại với sức khỏe. Tại ngoài một vài cá nhân mà sống lâu vẫn hút thuốc nhiều đó, giống như ông Rọt của Mỹ, là ông sống 90 tuổi mà lúc nào cũng cái ông bố hút xì gà, nhưng mà không phải là ai hút thuốc giống như vậy đâu. Nó có có những trường hợp, có những người mà hút thuốc vì ung thư phổi, phải thuốc bị bệnh, chuyện đó có và rõ ràng lắm, nhưng mà người ta cũng không tin. Hay hoặc giả là thứ gì, chúng ta cũng nghe có trường hợp là lái xe cho cẩn thận lắm thì rồi cũng bị phạt, tích cực bị cảnh sát phạt lái xe cẩn thận lắm, bị tai nạn, mà thậm chí có người nào đó bị tai nạn mà người ta cười, người ta nói rằng ông lái xe ông đó luôn cẩn thận, rốt cuộc ông bị tai nạn. Thì nghe thì nó cũng có lý đó. Lâu lâu nghe có người nào đó mà rất là cẩn trọng mà lái xe bị tai nạn, thì người ta dẫn đến cái kết luận là dép cũng phải có số, thì người ta ai có số thôi. Cái số mình bị tai nạn mà mình cẩn trọng cách mấy thì cũng không tránh khỏi. Như người ta họ nói có phúc không là quả, mà là quả không là phúc. Và khi họ nói như vậy thì họ dẫn đến một cái kết luận là nếu mà cái chuyện mà tai nạn xảy ra trên đường nó là do cái số phận mà không phải do sự cẩn thận, thì chúng ta đâu cần cẩn thận. Đây là vấn đề trầm trọng đó. Tại vì sao vậy? Tại vì khi chúng ta tin vào định mệnh, tin vào cái số, thì tự nhiên những cái nỗ lực khác nó không có giá trị. Như câu nói ta nói học tài phi mạng chẳng hạn. Thì cái quan niệm mà về định mệnh, quan niệm về tiền định, quan niệm về cái gì đã an bài sẵn hay là ngẫu nhiên, nó là dẫn đến những cái kết luận về vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, nó dẫn tới nhiều thứ, rất là nhiều thứ. Đạo Phật thì Phật pháp thì giảng về hai cái nhánh lớn, như là thường kiến và đoạn kiến, chấp thường và chấp đoạn. Nhưng mà ngoài cái thường kiến đoạn kiến này thì nó có vô số những cái kiến chấp hàng ngày, như chúng ta nghe nói về 62 tà kiến ở trong kinh Phạm Bổng chẳng hạn. Nên khi riêng đối với chúng ta là người con Phật á, thì chúng ta nên tin tưởng ở một điều là cái gốc của chúng ta vẫn là tinh lý nhân quả, là cuộc sống, những gì mà chúng ta tạo tác nó để lại hệ quả. Nhưng mà khi học về cái nghiệp nó cũng rất là tinh tế, vi tế lắm.
và với người Phật tử ở trong đời sống hàng ngày đó, là có cái niềm tin này nó ít có bị sai lạc lắm. Nó không bị sai lạc thế phải ít, không bị sai lạc. Mà chúng tôi nhớ là ngày xưa vì thầy truyền giới thì theo chúng tôi là ngày Tăng Bô Đô Xê Rô, ngày qua hoàng pháp bên Mỹ, và lần đó ngài quyết định trở về Miến Điện, và ngài đã về Miến Điện rồi, ngài tật ở Miến Điện, ngài không trở lại Mỹ nữa. Thì chúng trước khi ngài đi, mấy người Phật tử có cho chúng tôi hay, chúng tôi lên đảnh lễ ngài, thì ngài quay ra, ngài nói chuyện với cái vị sư thông dịch viên, ngài nói là nhắn lại ở lại Sư Chô Đề Ca là tốt gì thì tốt, nhưng mà ba điều đừng bao giờ quên, đó là pháp vô thường, khổ não, vô ngã. Thì thiếu vì ngài nói về thôi, ngài không nói được. Nhưng mà thật ra chúng tôi càng sống về sau này càng lớn thì chúng tôi càng cảm kích lời dạy của khách ngài. Dạ. Có nhiều khi như lời dạy rất là đơn giản và nghe không hấp dẫn chúng ta hết. Dạ. Mình tu nghe cái gì hấp dẫn cho tu mà nó vô thường, khổ não, vô ngã, hấp dẫn gì? Nhưng mà quả thật nếu trong đời sống này chúng ta có cái niềm tin rằng tất cả pháp hữu vi đều không đứng yên mà nó phải biến dịch, tất cả pháp hữu vi nó đều rỗng không, nó không có cái gì mà hoàn hảo là vừa lòng chúng ta hết. Tất cả pháp hữu vi là nó là một sự tập hợp của nhiều nhân nhiều duyên và không có ai thực sự làm chủ, làm chủ quyền hết. Ba cái đó quan trọng lắm, nhưng mà có bao nhiêu người trong chúng ta cảm kích những lời dạy đó? Đức Phật nói thật thì chúng ta không có tin, mà những người mà nói ngon nói ngọt, những người mà nói những cái chuyện mà không đâu ra đâu thì người ta tin. Bởi vì quý vị thấy trong cuộc đời này đó, khi mà mình để ý các ngôi chùa mà chuyên về cúng bái, bày ra cúng cái này cúng cái kia, cúng để làm ăn, cúng để may mắn, thì Phật tử họ tính nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ thuyết pháp thôi thì thật sự cái số người nghe pháp không có nhiều. Mà nếu chúng ta làm chùa mà chưa về đám cúng thì Phật tử đông lắm. Tại sao đông? Tại tuần nào cũng có đám tang, đám cúng, cúng này cúng kia. Cái chữ đó rất là bình thường, bình thường lắm, tại vì đó là cái khuynh hướng của đại chúng, khuynh hướng phần đông của chúng sinh. Chúng ta nên chúng ta nên hiểu và nên tự nhắc câu chính mình rằng nếu chúng ta chưa chứng sơ quả tu đạo quần, chưa có bảo đảm được là chúng ta sẽ thành tựu cái niềm tin bất động ở Tam Bảo, thì ít nhất chúng ta cũng nên thường phát nguyện, tha thiết phát nguyện. Phát nguyện bằng sự tha thiết là ở trong vòng luân hồi xin chúng ta xa bằng ác, gần bằng lành, có chánh kiến và chánh tính, điều đó quan trọng. Những người mà có khuynh hướng gần bằng ác mà xa bằng lành thì có vấn đề. Những người mà có cái khuynh hướng mà tu sao cũng được, tinh sao cũng được, ở đâu vui, ở đâu đông thì nó tốt rồi, thì coi chừng cái đó nó dễ đưa chúng ta không được lạc lối lắm. Đôi khi trong sự tu tập thứ gì là chúng ta chấp nhận ra đi, sống một mình và sống cô độc như cuộc đời này. Và chúng ta đọc những bài kinh này thì chúng ta cũng nhớ rằng chính bản thân của Đức Phật là một Đức Thế Tôn, là vị chánh đẳng chánh giác, là một vị mà được kính ngưỡng bởi chư thiên và nhân loại. Nhưng mà không phải là lúc nào loài người cũng lắng nghe ngài đâu, không phải lúc nào chư thiên lắng nghe ngài đâu. Chúng ta gặp số chư thiên tính là biết đến gặp Đức Phật, biết lại Phật đó, nhưng mà họ ca ngợi những vị giáo chủ và ngoại giáo, họ ca ngợi những giáo thuyết lầm lạc. Đức Phật ngài ngồi ngài lắng nghe thôi. Đến khi mà ngài biết rằng có một vị thiên tử bị ác ma nhập vào thì ngài lên tiếng để ngài cho ngài gọi tên vị ác ma đó để cho thấy rằng ngài biết đó là ác ma nói chuyện. Nhưng thật ra trong cuộc đời này thưa quý vị, chúng tôi cũng phải thưa thật với quý Phật tử là có nhiều khi làm trụ trì, làm nhà sư trong chùa, chúng tôi gặp Phật tử có đôi lúc chúng tôi không còn hăng hái, không còn siêng để mà giải thích, mà chúng tôi nghĩ là mình thuyết pháp là ai nghe được nghe thôi. Còn những cái tín ngưỡng dân gian, những cái niềm tin mà không căn cứ, những cái niềm tin tà vại hay là tin chỗ này chỗ kia thì thôi, mình cứ
cứ cười không biết làm gì. Tại đó là cái gì đó mà nó rất là phổ biến trong cuộc đời. Và Phật pháp mà nói đúng nghĩa Phật pháp mà bộ kinh luật đối chiếu với kinh luật các những lời Phật dạy thì người ta nói ít lắm. Nhưng mà cái đến với Phật pháp là do niềm tín ngưỡng dân gian, tin là thậm chí có những người tin là mình theo một thầy nào đó, ông thầy đó ông sẽ tu giùm cho mình, hay là thậm chí họ tin là ở bên Phật giáo Tây Tạng có trường hợp là mình nếu mình đặt niềm tin vào vị guru thì mai mốt vị guru sẽ cứu mình ra khỏi địa ngục, và mặc dù vị guru có tổn thọ nữa vị guru sẽ cứu mình, nhưng mà nhiều người theo thì cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là cái gì xảy ra rất thường tình trong cuộc sống. Chỉ mong là chúng ta đọc bài kinh ngày hôm nay để cảm nhận một điều rằng không phải hễ là chư thiên thì luôn luôn có chánh kiến và chánh tính, và không phải ai biết quỳ lại Đức Phật, biết đảnh lễ Đức Phật thì người đó cũng có sự hiểu biết rõ về giáo pháp, về Đức Phật. Tin là một lẽ, hiểu là một lẽ, và sống là một chuyện khác nữa. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, là ngày Thanksgiving ở tại Mỹ, và chúng ta có giáo trình thắng pháp vì giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Siêu. Xin đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Luôn kính chân thần tọa Chắc Đẳng đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Sa thú lành thay, xin thay mặt đại chúng râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe và hành trì, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc để hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.